Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 48. Diệp Lăng Thiên nhận được vậy trước tổ lưu lại máu tươi lực, thực lực hấp thu xong hết rồi, đối mặt Côn Lôn hư một ít cường giả, sớm cũng chưa có năm xưa chật vật. Muốn chiến liền chiến, tuyệt không cau mày một chút. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái Mạc Ninh, mở miệng nói, Mạc tiểu thư, vẫn là ngươi rời đi trước, nếu như ngày khác có cơ hội thấy điện chủ, còn xin nói cho điện chủ, ta Diệp Lăng Thiên không phải thứ hèn nhát. Một tiếng rầy dưới, Diệp Lăng Thiên hai chân ầm ầm bùng nổ, toàn bộ vượt qua ước chừng 10 mét cao. Sau đó chân khí ngưng tụ vào hai cánh tay, chỉ như vậy lăng không nhất kiếm chém xuống. Dễ như bỡn kiếm ý xuyên qua không khí, vạch ra từng đạo kịch liệt sao hỏa. Mắt xem thì phải bổ vào Hoàng Linh Thừa trên mình, Hoàng Linh Thừa không có chút nào tránh né dự định, chỉ bất quá nhìn một cái sau lưng hai người, ta không muốn lại xem thấy người này, biết chưa? Cảnh giới như vậy phế vật, không có tư cách cùng ta hô hấp cùng một chỗ không khí. Thiếu gia. Hai cái to lớn người đàn ông con người sát ý bùng nổ, toàn bộ thân thể lại là xông ra ngoài, một người trong đó bàn tay lại là sinh ra một bộ tựa như sắt thép găng tay, năm ngón tay dương ra, trực tiếp hướng Diệp Lăng Thiên kiếm ý bắt đi. Rắc rắc, tia lửa văng khắp nơi. Để cho Diệp Lăng Thiên kinh ngạc chính là, hắn một kiếm, tựa như vô tận lực đều bị ngăn trở, thậm chí có thể nói là biến mất. Mà tay kia bộ trên ánh sáng nhưng là cực kỳ cổ quái. Đây là cái gì bảo bối? Còn không có cùng Diệp Lăng Thiên kịp phản ứng, vậy mang sắt thép cái bao tay to lớn người đàn ông nhưng là khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười khinh thường, trong miệng lẩm bẩm cái gì, găng tay trên lại xuất hiện một đạo huyết khí. Huyết khí xuất hiện, Diệp Lăng Thiên trong tay linh kiếm lại tại chỗ hòa tan. Một màn này, để cho Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh con người phóng đại. Mạc Ninh sinh ở mọi người tộc, vậy coi là kiến thức rộng. Nhưng là bây giờ căn bản không biết trong cái bao tay rốt cuộc cất giấu dạng gì năng lượng. Lại có thể hòa tan như vậy phẩm giai cấp linh kiếm. Diệp Lăng Thiên càng phát ra không phản ứng kịp, ngay tại thất thần đang lúc, một vị khác to lớn nam tử một trường vỗ ra, thế bài sơn đảo hải như cuồng phong phun trào tới. Diệp Lăng Thiên sắc mặt kịch biến, muốn tránh đã không kịp, chỉ gặp vậy một đạo khí trắng ngưng tụ trưởng ấn, kết thật thật vỗ vào Diệp Lăng Thiên trên ngực. Diệp Lăng Thiên ngực ngay tức thì lõm xuống, cả người lại là bay rớt ra ngoài. Hắn vốn là bị thương, mà vậy hai cái to lớn nam tử, đều có đạo nguyên cảnh thực lực. Lấy cái gì ngăn cản? Diệp Lăng Thiên miệng to khạc ra máu tươi, cánh tay chống đỡ đứng lên, hắn nhớ lại ở Hoa Hạ và Diệp Thần chiến đấu với nhau hình ảnh. Hắn không muốn cho điện chủ kéo chân sau. Điện chủ để cho một mình hắn tiến vào huyết linh bí cảnh. Chính là muốn hắn lấy ra một ít cơ duyên, hắn không thể chết như vậy. Hắn thân thể lảo đảo lắc lư, muốn đứng lên, thậm chí nghe được một ít xương truyền tới rắc rắc tiếng. Hoàng Linh Thừa thấy một màn này đổ đã tới một ít hứng thú, hắn nhưng mà biết mình hai người thủ hạ lực lượng, hai người nhất kích dưới cái này nam tử không những không chết, còn có thể như vậy đứng lên, ngược lại cũng coi là một nhân vật. Hắn hai tay chắp sau lưng. Có nhiều thú vị nói, ngươi kêu Diệp Lăng Thiên đúng không, có không có hứng thú gia nhập ta hoàng gia, sau này ngươi đi theo ta không chỉ có thể để cho ngươi chữa thương, thậm chí có thể để cho ngươi biến thành và ta vậy hai người thủ hạ vậy tồn tại. Như thế nào? Ở Hoàng Linh Thừa trong mắt, Diệp Lăng Thiên không có quyền cự tuyệt, bởi vì một khi cự tuyệt, chính là tương đương với chết. Diệp Lăng Thiên bên cạnh Mạc Ninh mặc dù muốn phải giúp Diệp Lăng Thiên, nhưng là không có bất kỳ năng lực. Nàng đan điền cơ hồ bị trói buộc. Nàng nhìn Diệp Lăng Thiên hai chân run rẩy cùng với lảo đảo muốn ngã thân thể, vội vàng nhắc nhở, Diệp Lăng Thiên, trước đáp ứng, còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Hoàng Linh Thừa cười một tiếng, tiếp tục nói, Diệp Lăng Thiên, xem ra Mạc gia tiểu thư vậy so ngươi thông suốt một ít, Côn Lôn hư quy tắc thật ra thì rất đơn giản, mạnh hiếp yếu, cùng với sống. Công việc này là ta thương hại ngươi, ngươi không có quyền cự tuyệt. Tới đi, kêu ta một tiếng hoàng thiếu, sau đó liếm sạch ta giày lên đồ bẩn, người sau này chính là ta Hoàng Linh Thừa bên người một con chó. Lời nói rơi xuống, lại truyền tới cười to một tiếng. Chính là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên tiếng cười vang vọng rất xa, khá là không câu chấp, khá là cởi mở. Người cười cái gì? Hoàng Linh Thừa nhíu mày nói. Diệp Lăng Thiên lạnh mâu bắn ra, thu liếm nụ cười.
cho dù thân thể run rẩy, vẫn đứng thẳng tắp. Hắn mặc cho trên người máu tươi xông ra, cả người nổi gân xanh, gằn từng chữ: ta Diệp Lăng Thiên lấy Diệp gia sứ mạng là nhiệm vụ của mình, vĩnh sinh thế gian, chỉ tín ngưỡng một người, đó chính là Điện Chủ. Là Điện Chủ cống hiến, là ta Diệp Lăng Thiên lòng chỗ hướng. Trừ Điện Chủ, ai có hay không tư cách sai khiến ta Diệp Lăng Thiên? Lời nói không câu chấp đang lúc, đây cũng là Diệp Lăng Thiên thái độ. Hoàng Linh thừa nghe được câu này, diễn cảm dữ tợn: Điện Chủ. Hừ, ở ta Hoàng Linh thừa trước mặt, không có ai có thể gọi làm chủ. Nếu ta cho cơ hội của ngươi không muốn, như vậy, Hoàng Một, cầm người này đầu gối đạp gãy, sau đó, đầu lâu chém xuống. Ta ngược lại là phải xem, lúc này, tín ngưỡng cái gì chó má Điện Chủ, có còn hay không dùng. Thiếu gia. Cái đó gọi Hoàng Một to lớn người đàn ông ngay tức thì hóa là tàn ảnh, đảo mắt bây giờ liền là xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên trước mặt, một cước trực tiếp bỏ đi. Rắc rắc, một tiếng, Diệp Lăng Thiên xương đầu gối trực tiếp gãy lìa, nửa quỳ xuống. Cường đại đau đớn, để cho Diệp Lăng Thiên chán nhễ nhại toát mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng không có để cho kêu một câu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Linh Thừa, dù là cắt mất đầu gối, vẫn đứng lên. Chỉ dựa vào ý chí. Hắn toàn thân đều ướt đẫm, cổ, trên mặt đều là dữ tợn gân xanh. Ta nói qua, trừ Điện Chủ, ai cũng không có tư cách để cho ta Diệp Lăng Thiên quỳ xuống. Coi như là chó, ta cũng chỉ biết làm Điện Chủ chó. Một tiếng gầm thét, Diệp Lăng Thiên trên người trọng thương cuốn tới, một hớp máu đen khạc ra. Mạc Ninh thấy một màn này, hoàn toàn bị rung động. Nàng không hiểu. Diệp thần bên người vì sao có như thế trung thành người làm, hoàn toàn có thể sống tạm, cự tuyệt trong lòng tín ngưỡng không chút nào khuất phục. Hắn Diệp thần có tài đức gì? Diệp Lăng Thiên, người điên rồi phải không? Tiếp tục như vậy nữa, người sẽ chết. Mạc Ninh khàn cả giọng nói. Nhưng là Diệp Lăng Thiên nhưng là cười một tiếng, còn người kiên định, Mạc gia tiểu thư, nhớ ta Diệp Lăng Thiên mà nói, nếu như người có thể sống sót, hơn nữa thấy Điện Chủ, xin nói cho hắn. Ta Diệp Lăng Thiên cả đời bội phục nhất người chính là Điện Chủ, nếu có kiếp sau, ta Diệp Lăng Thiên tất nhiên tu luyện ngàn năm, thề chết theo. Hoàng Linh thừa nghe được Diệp Lăng Thiên há mồm ngậm miệng đều là Điện Chủ, trong lòng chân thực quá mức nổi nóng. Giống như hắn Hoàng Linh thừa không bằng Diệp Lăng Thiên trong miệng Điện Chủ vậy. Hắn cũng không muốn lãng phí nữa thời gian, phất tay nói, nhanh lên giải quyết cái này con kiến hôi, tiếp theo chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thiếu gia. Hoàng Một con người hiện lên lạnh, trong tay xuất hiện một cái đoạn đao không ngừng tràn ra một tia hàn băng ý, rồi sau đó ba bước ra, liền là xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên trước mặt, đoạn đao mang cực hạn nhiệt độ, trực tiếp lao hướng Diệp Lăng Thiên cổ. Thật là một kẻ ngu, như vậy thiên đại cơ hội không quý trọng, Hoàng gia muốn không được bao lâu thì biết thành là Côn Lôn hư đệ nhất gia tộc, nếu như ngươi vào lúc này lựa chọn thiếu gia. Phỏng đoán sau này thành liền không thể giới hạn. Thà làm người khác chó, cũng không nguyện ý bắt cái này cơ hội, chân thực buồn cười. Thôi, không cần phải và một người chết nói nhảm như thế nhiều, lăn đi phía dưới làm ngươi vậy Điện Chủ chó đi. Sắc bén tựa như cắn nuốt Diệp Lăng Thiên. Không muốn. Mạc Ninh con người phóng đại, khàn cả giọng, nàng muốn phải giúp Diệp Lăng Thiên, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Mà giờ khắc này Diệp Lăng Thiên nhưng là nhắm mắt, vô cùng thản nhiên. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị chết trận, chỉ tiếc không phải là vì Điện Chủ. Điện Chủ, lại cùng mấy chục năm, ta Diệp Lăng Thiên nếu là có thể khôi phục đời này trí nhớ, nhất định khổ tu tìm ngươi, khi đó định sẽ không lại như vậy chật vật. Chết không câu chấp, chính là hắn bây giờ duy nhất đường lui. Sắc bén dần dần chiếm đoạt Diệp Lăng Thiên. Ngay tại cuối cùng bôi đen tối tăm sắp hóa là yên lặng thời điểm, một cây ngân châm hoa phá trường không tới. Nháy mắt tức thì, ngân châm hóa là một chuôi trường thương, trực tiếp đánh vào đoạn đao trên. Cường đại lực phản chấn, trực tiếp cầm đoạn đao đánh gãy. Không chỉ như vậy, trường thương lại là xuyên thấu Hoàng Một ngực. Hoàng Một coi như ngăn trở vậy không kịp à. Mấu chốt ngân châm này tại sao sẽ đột nhiên biến thành trường thương? Trường thương trực tiếp xuyên qua Hoàng Một thân thể, cường đại kình khí lăn lộn, lại là làm vỡ nát Hoàng Một thân thể. Tại chỗ máu thịt nổ tung, nhìn thấy mà giật mình.
Cuối cùng trường thương trực tiếp cắm vào trên mặt đất, lấy trường thương làm trung tâm, 10 mét là tròn, trực tiếp nứt ra. Bất thình lình một màn, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phản ứng kịp. Liền liền Hoàng Linh Thừa cũng là nắm chặt sáo ngọc, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngân châm kia hóa là trường thương lực lượng, có một cái chớp mắt như vậy gian để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Lạnh như băng uy hiếp. Sốt cuộc là ai ở sau lưng ra tay. Thậm chí cầm mình thủ hạ đắc lực trực tiếp chém chết. Một vị khác to lớn nam tử cũng là trở lại Hoàng Linh Thừa bên người. Thiếu gia, Hoàng một hắn. Không cần nói nhảm, có cao thủ. To lớn nam tử ngoan ngoãn im miệng. Giống vậy nghi ngờ còn có Mạc Ninh, nàng nhìn vậy cắm trên mặt đất trường thương, thời gian đầu tiên là cảm thấy được cứu rồi. Có người ra tay, chẳng lẽ là Hàn gia vị kia? Nàng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện Diệp Lăng Thiên diễn cảm cực kỳ kích động, khóe miệng thậm chí xuất hiện một đạo nụ cười. Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trên đất trường thương. Giống như gặp được cực kỳ quen thuộc đồ vậy. Diệp Lăng Thiên, người thế nào? Mạc Ninh hiếu kỳ nói. Diệp Lăng Thiên không nói gì, môi khẽ nhúc nhích, tựa như đang nói gì. Xa xa Hoàng Linh Thừa, chân thực không chịu nổi, chính là lớn tiếng nói, ta là Hoàng gia Hoàng Linh Thừa, không biết các hạ là người nào, vì sao phải chém chết ta Hoàng gia người làm, nếu như có đắc tội, xin. Lời còn chưa nói hết, hắn chính là thấy một đầu to lớn màu đen sư tử được chạy như điên tới, tốc độ không ngừng chậm lại, lại là dừng ở mọi người trước người. Đó là một người thanh niên. Cả người tản ra cuồng bạo sát khí, chút nào không nhìn ra sâu cạn. Thanh niên trên bả vai, còn có một chỉ không biết cái gì chủng loại mèo. Thanh niên chính là Diệp Thần, đã lấy đi mặt nạ, hắn ánh mắt cực kỳ lạnh như băng, phảng phất có một đoàn lửa giận đang cháy. Hoàng Linh Thừa không dám khinh thường, dẫu sao tiến vào huyết linh bí cảnh, là có thể cũng như này ngang ngược thú cưỡi, thân phận tuyệt không bình thường, tại chưa có xác định thân phận đối phương trước, hắn cũng không biết tùy tiện ra tay, chỉ có thể hỏi các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Thần lạnh mâu nhìn lướt qua Hoàng Linh Thừa, cái ánh mắt này, tựa như chết mắt, không có bất kỳ nhiệt độ. Hoàng Linh Thừa chỉ cảm thấy cả người lạnh run, vội vàng dùng chân khí chống đỡ. Lúc này mới dễ chịu mấy phần. Ngươi nợ, ta chờ một hồi tính lại. Diệp Thần khạc ra mấy chữ, dùng mình tựa như tự thành khí thế. Nợ. Hoàng Linh Thừa nhíu mày một cái, hắn căn bản không biết cái này người thanh niên, như thế nào cùng mình tính từ nợ tới. Ngay tại Hoàng Linh Thừa nghi ngờ thời điểm, bị thương Diệp Lăng Thiên nhưng là cũng không nhịn được nữa, trực tiếp quỳ xuống, thuộc hạ Diệp Lăng Thiên bái kiến điện chủ. Cố nhiên bị thương. Diệp Lăng Thiên thanh âm nhưng là tràn đầy tự hào. Điện chủ, Hoàng Linh Thừa lúc này mới xác định Diệp Thần thân phận, còn người híp lại, và thủ hạ nhìn nhau, nhẹ giọng nói, xem ra là địch không phải bạn, người xác định một chút tiểu tử này thực lực. Thiếu gia. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là hướng Diệp Lăng Thiên đi tới, trong mắt kích động. Diệp Lăng Thiên thương thế trên người quá nặng, nếu như không có ý chí, tùy thời thì biết ngã xuống. Hắn thành tựu điện chủ, làm sao nhịn lòng nhìn mình thủ hạ bị như vậy nặng tổn thương. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, lại không nghĩ rằng, vẫn là chậm. Hắn lửa giận trong lòng dường như muốn nổ bể ra. Vội vàng đem Diệp Lăng Thiên đỡ lên, lại là bao bọc cầm hắn đặt ở Mạc Ninh vùng lân cận. Mạc Ninh đến nay không có phản ứng kịp Diệp Thần tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tên này không phải là bị Hàn gia và rất nhiều thế lực phong sát liền sao? Hắn, là làm sao ở mọi người mí mắt phía dưới phối hợp tiến vào? Hơn nữa nhìn dáng dấp, tựa hồ là quang minh chánh đại tiến vào. Làm sao có thể? Diệp Thần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thần căn bản không có trả lời sao, lấy ra một viên đan dược cho Diệp Lăng Thiên đút vào, sau đó tay chỉ bắt pháp quyết. Điểm vào Diệp Lăng Thiên trên ngực. Chân khí không ngừng lưu chuyển. Điện chủ, Lăng Thiên lại cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Lăng Thiên thanh âm run rẩy nói. Hắn biết điện chủ nhất định có biện pháp tiến vào nơi này, điện chủ muốn địa phương muốn đi, người bất kỳ cũng không ngăn được. Diệp Thần lắc đầu một cái, Lăng Thiên, ta nói qua rất nhiều lần, ngươi không thủ hạ ta, càng không phải là ta Diệp Thần chó, ngươi là ta Diệp Thần huynh đệ, vào sanh ra tử huynh đệ.
ai nếu dám động anh em ta, nhất định sẽ chết rất thảm, hơn nữa tuyệt không tha thứ. Những cái kia con ruồi, ta sẽ giải quyết, người thương thế rất nặng, chờ một hồi có thể rất đau, người nhịn một chút. Diệp Lăng Thiên muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng vẫn bị hắn rất miễn cưỡng nuốt xuống. Diệp thần từ luân hồi mộ địa lấy ra ngân châm, bất diệt lửa trực tiếp cháy ở ngân châm trên. Lấy lửa làm chất dẫn, ngân châm trực tiếp rơi vào Diệp Lăng Thiên gãy lìa đầu gối trên. Sau đó Diệp thần lại lấy ra một cái chai nhỏ, một giọt cam lồ nhỏ xuống, trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Rồi sau đó, xương gãy cỏ, ngưng nguyên lá, ngả linh thảo, tất cả Diệp thần trước bỏ không được cầm tới chế thuốc dược liệu toàn bộ hóa là một giọt chất lỏng. Ở Diệp thần lòng bàn tay hội tụ và lượn lờ. Hợp. Diệp thần một tiếng giống giận, chất lỏng trực tiếp hóa là một giọt màu xanh giọt nước, sau đó chợt vỗ vào Diệp Lăng Thiên đầu gối trên. Thanh quang tràn ngập. Xương gãy sống lại làm thuật. Diệp Lăng Thiên đau mồ hôi đầy đầu, nhưng là không nói tiếng nào. Hắn có thể cảm giác được một đoàn nóng như lửa dung vào trong đó, tựa như mình đầu gối lần nữa sống lại. Diệp thần đứng lên. Vỗ một cái Diệp Lăng Thiên bả vai, không tính là quá nặng tổn thương, đại khái một tiếng sau liền có thể hết bệnh, cái này một tiếng, ngươi liền thật tốt nghỉ ngơi. Ta đi lau đi một ít rác dưới, tính sổ một lần. Diệp thần đột nhiên xoay người, trên mình tản ra nồng đậm ma khí, tựa như tử thần hạ xuống. Mạc Ninh vốn muốn nhắc nhở Diệp thần, cố nhiên Diệp thần thực lực rất mạnh, nhưng là hoàng gia nhưng mà gia tộc lánh đời, vậy to lớn tay của đàn ông bộ lại là vô cùng quỷ dị. Nếu đánh thật, Diệp thần tất nhiên thua thiệt. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến Mạc gia và Diệp thần quan hệ. Đã như vậy chi cương, coi như nàng nói, thì có ích lợi gì đâu. Cẩn thận, nàng không nhịn được vẫn là nói ra miệng, cái này hai chữ như mũi vậy, nhưng là Diệp thần không có chút nào để ý tới. Diệp thần hướng Hoàng Linh Thừa đi tới, cho đến khoảng cách 10 mét mới ngừng lại. Ngươi làm bị thương người ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, tự bạo mà chết. Thứ hai, bị ta từng cây một xương bóp vỡ, mà chết. Diệp thần thái độ cực kỳ cương quyết. Hắn có thể phát giác hai người này tu vi, đều là đạo nguyên cảnh. Đại khái 3-4 tầng cấp bậc. Đặt ở cái nhóm này tiến vào huyết linh bí cảnh thiên tài trong tới xem, đã coi là lần trước phương cường giả, thậm chí có thể nghiền ép phần lớn người. Bỏ mặc hắn giết nhiều hơn nữa côn lôn hư thiên tài. Diệp thần cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng là như đụng chạm hắn nghịch lân, coi như là thiên vương lão tử, Diệp thần cũng phải kéo xuống thần đàn. Hoàng Linh Thừa nghe lời nói của đối phương, hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không e ngại, thằng nhóc, đừng lấy là ngươi dùng một ít thủ đoạn giết người ta, thì chẳng khác nào chấp trưởng hết thảy, đừng quên, ngươi chỉ có một người. Thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng, lại như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Có lẽ hắn nên dạy một chút đối phương như thế nào nhận rõ thực tế. À! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần thái độ như cũ rất lạnh. Ngươi, Hoàng Linh Thừa chân thực có chút ăn tất, vội vàng đem bên người to lớn người đàn ông đẩy ra, không muốn bất kỳ nương tay, giết thằng nhóc này. Vậy to lớn người đàn ông gật đầu, một trường vỗ ra, nhất thời cuồng phách sức lực gió cuộn sạch. Cây cối chung quanh càng bị sức lực gió biến dạng. Đạo nguyên cảnh lực phóng thích đến mức tận cùng. Tiểu súc sinh, hôm nay ta liền là hoàng một trả thù. Diệp thần trơ mắt nhìn bàn tay lớn cắn nuốt, lắc đầu một cái, cố nhiên ngươi là đạo nguyên cảnh, nhưng là thái hư. Diệp Lăng Thiên vết thương trên người chắc có ngươi một phần đi, đã như vậy, ta liền trực tiếp biến dạng ngươi thân thể. Lời nói rơi xuống, Diệp thần động. Mi tâm bất diệt lửa trực tiếp xông ra, bọc toàn thân. Tựa như một đoàn quả cầu lửa. To lớn nam tử thấy một màn này, khẽ mỉm cười, nguyên lai là hệ lửa người tu luyện, nhưng là ngươi nhưng không biết, ta không sợ nhất chính là hệ lửa. Nháy mắt tức thì, to lớn chàng trai quanh thân lại kết thành từng đạo tiểu băng tinh. Bông tuyết hoành bay, thậm chí bọc lại tay hắn cánh tay cùng với quỷ dị kia găng tay. Ngươi nghĩ lầm rồi. Đột nhiên. Một giọng nói chỉ như vậy bất thình lình rơi xuống, rồi sau đó, vậy nguyên bản bị ngọn lửa bao gồm Diệp thần lại quanh thân bị thần lôi tràn ngập. Thần lôi và ngọn lửa thậm chí để cho không khí cũng truyền tới tí tách tiếng. Ngươi lại còn nắm trong tay sấm sét, làm sao có thể?
To lớn nam tử có chút luống cuống, con ngươi lại là theo bản năng phóng đại. Hắn muốn lấy lại lực lượng, nhưng là lại phát hiện ngọn lửa và sấm sét chung quanh lại xuất hiện một đạo ma khí nồng nặc. Đại biểu máu tanh và bóng tối ma khí. Tên này lại nắm giữ ba loại lực lượng, cái này. To lớn nam tử hoàn toàn bị dọa. Dõi mắt Côn Lôn hư, nắm trong tay hai loại không cùng thuộc tính lực lượng chính là không thể một đời thiên tài. Nhưng là trước mặt cái này không biết lai lịch thanh niên, lại vẫn nắm giữ ba loại. Chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần một quyền đập ra ngoài, đối mặt đạo nguyên cảnh, hắn không dám xem thường. Cố nhiên đối phương cảnh giới là do đan dược đống triệt, thực lực chân chính chẳng qua là hư vương cảnh đỉnh cấp. Hắn cũng phải để cho đối phương bỏ ra giá thê thảm. Hỏa lôi ma ba loại lực lượng hội tụ một quyền trực tiếp biến dạng vậy hư trường. Trong chốc lát, thiên địa ám trầm, ngày tháng không ánh sáng, gió tà gào thét, khí lạnh bức người. Một quyền này thừa tái Diệp Thần tức giận. Không có bất kỳ cách nhau, nhưng lại hung hãn đập vào to lớn người đàn ông trên mình. Đối mặt lớn mạnh như vậy lực lượng, to lớn người đàn ông không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể dùng hết toàn lực một quyền vung ra. Nhưng là hôi ra nháy mắt, hắn liền hối hận. Đối mặt Diệp Thần, cố nhiên cảnh giới mạnh mẽ, nhưng là hắn cuối cùng không phải vậy dựa vào giết hại đi tới hôm nay Diệp Thần đối thủ à. Một cái lấy đan dược là nền tảng, một cái lấy giết người là nền tảng. So sánh mà nói, xây là căn bản không trọng yếu. Xé kéo. To lớn cánh tay của người đàn ông trực tiếp đập xuyên, nửa người đều bị biến dạng. Xương trắng lại là lộ ra, đau đớn kịch liệt để cho mặt hắn bàng hoàn toàn dữ tợn. Một quyền không địch lại. Hoàng Linh thừa diễn cảm có chút quỷ dị, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, dùng huyết linh găng tay, mau. Gãy lìa cánh tay to lớn người đàn ông nghĩ tới điều gì, hắn khác một cái mang cái bao tay tay ngay tức thì lóe ra quỷ dị huyết quang. Rồi sau đó, đột nhiên đưa ra, bấu vào Diệp Thần cổ tay trên. To lớn chàng trai nụ cười tràn đầy điên cuồng. Tay này bộ nhưng mà huyết linh tộc bảo bối, lại là hắn chỗ dựa lớn nhất, một khi đụng phải, tất nhiên hòa tan. Đế tôn cảnh trở xuống, không người may mắn tránh khỏi. Trong này lực lượng căn bản không thuộc về nơi này. T. Diệp Thần nhận ra được không đúng, nóng bỏng cảm giác để cho tay hắn cánh tay phỏng liền một vết thương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, muốn thoát khỏi nhưng phát hiện căn bản không có thể. Đây là cái gì bảo bối? Làm sao chưa bao giờ gặp qua? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, to lớn người đàn ông nhưng là cười lạnh nói, ngươi thua ở vật này trên tay, không tính là mất thể diện, vật này nhưng mà huyết linh tộc bảo bối, hắn có thể hòa tan. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. To lớn nam tử vốn cho là hắn có thể như vậy dễ như trở bàn tay bóp gãy Diệp Thần tay, nhưng là làm Diệp Thần cánh tay máu tươi rỉ ra, chạm được cái bao tay thời điểm, tay hắn bộ lại phá vỡ. Thậm chí có thể nói là hòa tan. Làm sao có thể? Huyết linh tộc linh vật làm sao sẽ bởi vì người khác máu tươi mà hòa tan? Loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua à? Ngươi rốt cuộc là ai? To lớn nam tử liền bị nhục. Diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy. Xem ra ngươi đổ đối với ta không dùng, đã như vậy, vậy cũng nên tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Diệp Thần vung ra một quyền. Một quyền dưới, luyện thể lực ầm ầm bùng nổ. Cực kỳ thuần túy, nhưng lại thật giống như có thể đánh bạo không khí. To lớn chàng trai xương trực tiếp vỡ vụn, thậm chí tại chỗ oanh bay. Ở giữa không trung bên trong, luyện thể lực lượng nổ tung mở ra. Sợ hãi trong mắt hạ, to lớn nam tử nhưng là hóa là một đạo mưa máu. Liền thịt cặn bã đều không còn dư lại. Trong chốc lát, tình cảnh thay đổi. Yên tĩnh. Đối mặt như vậy hình ảnh, Hoàng Linh thừa an tĩnh. Mạc Ninh cũng là ngây dại. Ai cũng không từng nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Mới vừa rồi còn thuộc về bên bờ tử vong Diệp Thần, phiên bản. Mạc Ninh cũng coi là gặp qua Diệp Thần thực lực. Nàng rõ ràng Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù cảnh giới ở Thánh Vương cảnh, nhưng là lại có thể vượt cấp tác chiến. Có thể tùy tùy tiện tiện chém chết đạo nguyên cảnh, cái này liền có chút khoa trương đi. Nàng thậm chí dụi mắt một cái, muốn phân biệt ra được hết thảy trước mắt là ảo giác. Vô số lần thí nghiệm,
hết thảy tựa như đều ở đây nói cho nàng, đây là sự thật. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, mấy ngày này tiếp xúc, hai người coi như quen thuộc. Diệp Lăng Thiên, Diệp Thần rốt cuộc là cái gì tu vi? Diệp Lăng Thiên vết thương trên người đã chuyển biến tốt rất nhiều hơn, hắn khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười tự tin, trực tiếp đứng lên, lẩm bẩm nói, điện chủ tu vi, ta không biết, nhưng là có một việc có thể khẳng định, những cái kia muốn đối với điện chủ người động thủ hoặc là thế lực, đều chết hết, không có người nào có thể ngoại lệ. Mạc tiểu thư, người tin không, Côn Lôn Hư Kính Nước tiên sinh, cũng hoặc là bậy bên ngoài Hàn Đạo Sơn, cuối cùng sẽ rơi vào vô hạn hối hận bên trong, thậm chí bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Diệp Lăng Thiên thanh âm tràn đầy hào khí vạn trượng. Mạc Ninh nhưng là nghe lắc đầu liên tục. Diệp Thần cố nhiên cường thế và để cho ngoài ý người bình thường, nhưng là muốn dung chuyển Hàn Đạo Sơn và Kính Nước tiên sinh, tuyệt đối không thể nào. Chí ít Diệp Thần trăm năm bên trong, căn bản không có thể. Kính Nước tiên sinh và Hàn Đạo Sơn đều là bước vào thương khung bảng trước 200 nhân vật, dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Côn Lôn hư động đất tồn tại. Bọn họ muốn giết Diệp Thần có 10.000 chủng phương pháp, mà Diệp Thần muốn giết cái này trong hai người bất kỳ một người nhưng còn khó hơn lên trời. Mạc Ninh không có nói tiếp, Diệp Lăng Thiên trợ giúp nàng, nàng không muốn dùng những lời đó vô tình tổn thương đối phương. Nàng chỉ có thể ánh mắt hướng Diệp Thần và Hoàng Linh Thừa đi, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hoàng Linh Thừa thực lực nàng là lãnh giáo qua, Diệp Thần muốn thắng, rất khó. Dẫu sao Hoàng Linh Thừa đứng sau lưng một cái thượng cổ gia tộc, mà Diệp Thần, không có gì cả. Muốn lấy lực một người dung chuyển cả gia tộc, thật là buồn cười. Mà giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là hướng Hoàng Linh Thừa từng bước đi tới, hắn con ngươi tràn đầy lãnh ý. Bây giờ ngươi chỉ có một người, xem ngươi rất thích liếm giày, nếu không, liếm sạch ta trên chân giày. Diệp Thần lãnh đạm nói. Bước vào huyết linh bí cảnh, hắn không chỉ có lá bài tẩy, còn có tỉnh lại dưới trạng thái tiểu hoàng. Thậm chí, sau lưng còn có cái này hung thú quân đoàn. Hắn há sẽ sợ hãi một cái đạo nguyên cảnh. Hoàng Linh Thừa biết rõ hôm nay đừng nghĩ chết yên lành, ngọc trong tay địch một chuyển, lại trực tiếp hóa là một cây ngọc côn. Ngọc côn chung quanh cuốn lên trước sát ý lạnh như băng, nhất định không phải phàm vật. Đồng thời, gió lớn gào thét. Khí tức cường đại hướng Diệp Thần bao phủ đi. Đạo nguyên cảnh tầng 5. Cái này Hoàng Linh Thừa thực lực lại ẩn núp. Mạc Ninh kinh hô thành tiếng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Linh Thừa so nàng dự đoán còn muốn khó giải quyết hơn. Đạo nguyên cảnh tầng thứ 5. Đây chính là ngươi săn giết người khác, động huynh đệ ta dựa vào. Diệp Thần trong mắt híp lại, thanh âm rét lạnh rơi xuống, khí tức trên người cũng là phóng thích. Nhưng là hơi thở này một khi phóng thích, Thánh Vương cảnh chính là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng Linh Thừa ngẩn ra, chợt cười lạnh nói, thằng nhóc, chính là Thánh Vương cảnh, cứ như vậy cuồng. Ta còn lấy là ngươi là cái gì đế tôn cảnh cường giả đâu, xem ra, trên mình ngươi chắc có không thiếu bảo bối. Hôm nay, hết thảy các thứ này liền tất cả thuộc về ta Hoàng Linh Thừa tất cả. Nháy mắt tức thì, Hoàng Linh Thừa hướng Diệp Thần xông ra ngoài. Muốn ta Diệp Thần đồ, xem ngươi có hay không mệnh cầm. Diệp Thần cũng là một bước ra, thân thể tựa như bỗng nhiên biến mất. Từ mi tâm ma khí xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, Diệp Thần phát hiện mình tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Động nhược sấm sét, thậm chí không cùng người bất kỳ phản ứng, Hoàng Linh Thừa nụ cười hoàn toàn đọng lại. Bởi vì Diệp Thần tốc độ lại đã cùng đạo nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch? Đột nhiên, một cổ lạnh như băng thêm cảm giác bất an cuộn sạch toàn thân, Hoàng Linh Thừa liền vội vàng lùi về phía sau, ngọc côn một chuyển, trực tiếp hướng một phương hướng điểm tới. Nhưng mà một cái bàn tay nhưng là vô căn cứ đưa ra, nắm vậy ngọc côn. Đó là Diệp Thần tay. Diệp Thần thân thể như quỷ mị vậy xuất hiện, lại là hơi giãy giụa, đan điền chân khí ầm ầm bùng nổ, một cái thiếp sơn kháo hung hãn đập ra ngoài. Kinh khủng đợt khí nổ tung. Như sấm rền nổ vang. Cái này khoảng cách gần nhất kích đối với Hoàng Linh Thừa tựa như núi cao. Dù là dùng thuật pháp vậy không ngăn cản được à. Cút. Hoàng Linh Thừa trong mắt phủ đầy tia máu, vội vàng lui về phía sau, muốn tránh thoát, nếu như bị một kích này đập trúng, hắn không chết vậy trọng thương.
Mấu chốt ai có thể nghĩ tới, một người tu luyện vậy mà sẽ dùng như vậy thuần túy phương thức chiến đấu. Giao. Diệp Thần quanh thân che lấp sấm sét, luyện thể lực ầm ầm bùng nổ, sát Hoàng Linh Thừa thân thể đập ra ngoài. Xì. Hoàng Linh Thừa chỉ có thể dùng chân khí điên cuồng chống cự, cố nhiên như vậy, quanh người hắn bình phong che chở cũng là hoàn toàn vỡ vụn, thân hình lại là hóa là một đạo bình phong che chở, bị hung hãn chấn động bay ra ngoài. Nhưng mà Diệp Thần không có chút nào dừng lại, liền đạp ba bước, hướng Hoàng Linh Thừa đuổi theo. Ta nói qua, ngươi xương ta muốn từng cây một bóp gãy. Hoàng Linh Thừa mắt xem Diệp Thần lại phải tấn công tới, vành mắt sắp nứt. Bị động như vậy nữa đi xuống, hắn thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không do dự nữa, Hoàng Linh Thừa bước ra một giọt máu tươi rơi vào ngọc côn trên. Sau đó, cổ tay run một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Muốn giết ta, nằm mơ, chỉ bằng ngươi thánh vương cảnh, đừng hòng. Hoàng Linh Thừa trong mắt tràn đầy tia máu, vô cùng điên cuồng. Ngọc côn hóa là một đạo hàn quang, mang kịch liệt tiếng xé gió, biến dạng thiên địa, trực kích Diệp Thần ngực. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới ngọc côn lên lực lượng, con người có giúp một cái, cửu u thí thiên thương trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay. Cút về. Cửu u thí thiên thương nắm chặt, từ dưới lên, chợt một chuyển, ngay tức thì khơi mào. Ngọc côn và cửu u thí thiên thương va chạm, phát ra thanh âm bén nhọn. Vô tận ma khí và huyết khí quấn quanh. Tựa như ma long và rồng lửa trên không trung không ngừng va chạm. Hoàng Linh Thừa nhìn rằng có không nghỉ hai đạo lực lượng, trong lòng tung lên mọi thứ sóng gió kinh hoàng. Ngọc này côn nhưng mà huyết linh tộc cho bảo bối của hắn, đối với côn lôn hư linh khí, cơ hồ có thể nghiền ép. Thậm chí nhất kích dưới, vũ khí khác tất nhiên vỡ vụn. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Diệp Thần trong tay trường thương, nhưng là vô kế khả thi. Cái này CMN, trường thương chẳng lẽ là thượng cổ vật? Ngay tại Hoàng Linh Thừa nghi ngờ thời điểm, cửu u thí thiên thương ma khí, bỗng nhiên lăn lộn, bọc lại ngọc côn. Rắc rắc, một tiếng, ngọc côn vỡ vụn. Thậm chí hóa là vô số bông tuyết hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Hoàng Linh Thừa sắc mặt đại biến. Con người cũng thiếu chút nữa nổ tung. Huyết linh tộc cho bảo bối của hắn lại bể. Làm sao có thể? Còn không có cùng Hoàng Linh Thừa từ trong kinh hoàng kịp phản ứng. Cửu u thí thiên thương chính là xuyên thấu ma khí, trực tiếp đâm về phía Hoàng Linh Thừa tay trái. Phốc suy. Diệp Thần cánh tay khều một cái, Hoàng Linh Thừa vậy bóng loáng vô cùng cánh tay lại tại chỗ gãy lìa. Xương trắng càng bị cửu u thí thiên thương đánh nát. Đây là thứ một cái tay. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Cửu u thí thiên thương lần nữa càn quét đi. Mạc Ninh khi thấy Hoàng Linh Thừa tay trái bị biến dạng, trong lòng rung động tột đỉnh. Lúc này mới bao lâu không thấy, vì sao Diệp Thần thực lực cường hãn đến như vậy tình cảnh. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần một tháng sau còn sống đi ra, người đó có thể dung chuyển Diệp Thần. Mạc gia không thể nghi ngờ là buông tha bước lên một chiếc kinh thiên bánh xe lớn cơ hội à. Mà xa xa Hoàng Linh Thừa nhìn gãy lìa tay trái, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hắn diễn cảm dữ tợn đến trình độ cao nhất. Đã rất lâu không người nào dám tổn thương ta. Ngươi là cái đầu tiên, cũng sẽ là cái cuối cùng. Ngươi lại ba lần khiêu chiến ta hoàng gia, hết thảy các thứ này là ngươi ép ta. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì mới là sợ hãi, vậy là tới từ huyết linh tộc chỗ sâu nhất bí mật. Hoàng Linh Thừa bóng người chậm rãi rơi xuống, đầu ngón tay lại là bước ra một giọt máu tươi trực tiếp vỗ vào ấn đường. Huyết quang ngay tức thì tràn ngập. Huyết linh kiếm, ta nguyện lấy máu tươi hiến tế, giúp ta chém chết cái này côn lôn hư con kiến hôi. Huyết linh tộc là vô thượng thần, ta nguyện là nô bộc. Diệp Thần nghe được như vậy lời nói, nhướng mày một cái. Cái này Hoàng Linh Thừa lại và huyết linh tộc có liên quan. Thậm chí từ lời nói bên trong, Hoàng gia đã sớm thành là huyết linh tộc nô bộc. Vậy hết thảy đều có thể liên hệ. Sợ rằng Hoàng gia tiến vào nơi này, chính là vì bóp chết hết thảy uy hiếp huyết linh tộc tồn tại. Đã như vậy, hắn vậy không cần phải nương tay. Diệp Thần mới vừa muốn động thủ, nhưng là phát hiện Hoàng Linh Thừa sau lưng kiếm trực tiếp bay ra, lại là treo lơ lửng ở trước người. Một đạo màu máu hư ảnh tựa như đứng ở trên thân kiếm.
Hoàng Linh Thừa khóe miệng lộ ra một màn điên cuồng nụ cười, một chỉ điểm ra. Vĩ đại huyết linh tộc Chi Linh, giúp ta giúp một tay. Tay hắn chỉ nhanh chóng bắt pháp quyết, đơn giản động tác, tựa như diễn hóa liền hàng ngàn hàng vạn lần, huyết khí bao phủ, khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp tràn ra. Không gian động lại, thời gian định cách. Diệp Thần trên bả vai Tiểu Hoàng cũng là chân mày nhíu, cẩn thận, hơi thở này có cổ quái. Dứt lời, Hoàng Linh Thừa trong mắt phóng đại, khí thế bén nhọn, dẫn động chung quanh chấn động tấn công tới, gió lớn giận cuốn. Xé kéo. Diệp Thần đồ dạo phố, lại bị vỡ ra vô số chỗ rách. Thậm chí trên người có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Diệp Thần không dám xem thường, một bước xông ra ngoài, hắn phải chiếm cứ chủ động. Thần lôi, bất diệt, linh phù, huyết long. Bốn đạo lực tính đồng loạt hội tụ ở trên cánh tay, sấm sét nổ tung, chín tầng trời thần lôi, đập xuống xuống. Mà Diệp Thần lại là mang cửu u thí thiên thương xông ra ngoài. Hắn ngược lại là phải xem huyết linh tộc bí thuật mạnh mẽ, vẫn là hắn lá bài tẩy mạnh mẽ. Kịch liệt tiếng nổ không ngừng truyền tới. Ở Diệp Thần sắp chạm được Hoàng Linh Thừa thời điểm, Hoàng Linh Thừa lộ ra một đạo nụ cười. Chỉ gặp huyết linh kiếm lên bóng dáng, trực tiếp một chút ra. Lại ngăn trở lại cửu u thí thiên thương cuồng bạo thế công. Kinh khủng đụng, sản sinh ra từng tầng một thực chất đợt khí, hướng bốn phía quét sạch đi. Ở giữa thiên địa, đợt khí hoành bay. Từng đạo thương ý, thậm chí còn màu máu kiếm ý, không ngừng biến dạng, lần lượt thay nhau. Trong vòng trăm thước cây lớn toàn bộ sụp đổ, mạt gỗ hoành bay, văng lên vạn trượng bụi đất. Hoàng Linh Thừa có nhiều thú vị gật đầu một cái, người lấy là đây chính là huyết linh tộc lực lượng toàn bộ. Người nghĩ lầm rồi, ác mộng vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, Hoàng Linh Thừa ấn đường lóe ra một đạo phù văn. Hắn sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Phảng phất là từ địa ngục chính giữa đi ra ma quỷ, cặp mắt đỏ thẫm, quanh thân gân xanh từng cây một gồ lên. Mái tóc dài tản ra, thân thể bắp thịt nổ tung mở ra. Liền liền tu vi vậy đang điên cuồng tăng trưởng. Mạc Ninh thấy một màn này, sắc mặt ảm đạm. Hoàng gia vẫn còn có như vậy bí thuật, chẳng lẽ đây chính là huyết linh tộc mạnh mẽ? Hoàng Linh Thừa hơi thở bạo tăng đến tình cảnh này, thật giống như xông phá thân thể trói buộc. Xem ra Hoàng gia những năm này dã tâm, xa không có đơn giản như vậy. Diệp Thần, mau ngăn cản hắn. Diệp Thần không có động tĩnh, sức lực gió cuộn sạch dưới, mặt hắn gò má xuất hiện một dấu máu. Đây chính là ngươi chân chính dựa vào, Diệp Thần nói. Hoàng Linh Thừa hai mắt đỏ ngầu, giữ tợn cười, huyết linh tộc ở thời đại thượng cổ có thể trấn áp vô số côn lôn hư đại năng. Không phải không có lý do, ngươi có thể ép ta dùng như vậy bí thuật, ngươi vậy coi là lần trước phương thiên tài, đáng tiếc, thiên tài cuối cùng vẫn là phải chết hiểu ở ta trong tay. Hoàng Linh Thừa không tới thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không vận dụng cái này cùng bí thuật. Bởi vì một khi sử dụng, sau này muốn lại đột phá, rất khó. Có thể trận chiến này, hắn không thể thua. Diệp Thần phải chết. Huyết Linh kiếm, giúp ta chém chết tiểu súc sinh này. Đi. Hoàng Linh Thừa không dám lại còn trì hoãn, ra lệnh một tiếng. Trên thân kiếm màu máu hư ảnh, ngay tức thì hoa phá trường không, hướng Diệp Thần đi. Vô tận dùng mình tựa như bao phủ toàn bộ huyết linh bí cảnh. Gió lạnh gào thét, nguyên bản còn nóng bức chung quanh, ở nháy mắt tức thì lại hóa làm trận trận hàn băng. Đầy trời tuyết rơi, mặt đất ngưng tụ thành băng. Trên mặt đất, băng tuyết cuồng bạo. Hơn nữa lấy cực kỳ đáng sợ uy thế, bao quanh kiếm ý, hướng Diệp Thần bao phủ đi. Tự thành lãnh vực, kiếm ý lãnh vực, đây chỉ có đế tôn cảnh cường giả mới có thể nắm trong tay tồn tại, hơn nữa còn phải kiếm tu. Yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhưng là giờ phút này, nhưng là bị Hoàng Linh Thừa thi triển. Trên bầu trời, mây đen cuộn sạch, bông tuyết bay rơi, trong không khí hơi nước lại là hóa là vô số nhũ băng, nháy mắt bây giờ. Đổi số lượng lấy tính chục nghìn băng kiếm, theo huyết linh kiếm, rậm rạp chẳng chịt chiếm đoạt đi. Sắc bén bắn ra bốn phía, băng tuyết ngang dọc. Mỗi một đạo, cũng giống như một chuôi sắc bén phi kiếm, thế không thể đỡ. Mà Diệp Thần, Mạc Ninh các người dưới chân, tựa như đưa thân vào băng tuyết thế giới, lại phảng phất là vực sâu vạn trượng. Bước lên trước, chính là chết. Một chiêu này,
quá mức rung động, quá mức bá đạo. Băng thiên nơi tuyết, ý định giết người nghiêm nghị. Một bên Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh căn bản không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Ninh thậm chí tại chỗ bất tỉnh đi. Căn bản không cách nào chống đỡ à. Diệp thần thấy một màn này, cực kỳ nghiêm túc, vội vàng cầm trong tay cửu u thí thiên thương bắn ra, cắm vào Diệp Lăng Thiên bên người. Vô tận ma khí tạo thành một đạo bình phong che chở, ngăn trở hết thảy. Điện chủ, ngươi làm thế nào? Diệp Lăng Thiên dễ chịu không thiếu, nhưng là hắn nhưng mà biết cái này cửu u thí thiên thương bá đạo, điện chủ không có vật này, liền nguy hiểm à. Diệp thần con ngươi híp lại, ta không cần. Hoàng Linh thừa nghe được câu này, cười. Tiểu súc sinh, ngươi liền mình cũng không để ý, còn muốn giúp người khác, đừng nói ngươi là thánh vương cảnh, dù là đế tôn cảnh cường giả cũng không có tư cách ngăn trở. Ha ha! Hoàng Linh thừa khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ma quỷ vậy cười nhạt. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Cho ta chết! Cười nhạt đọng lại, Hoàng Linh thừa thị huyết hai tròng mắt bùng nổ, huyết linh bây giờ mang vô số băng kiếm, từ trên trời hạ xuống. Phong tỏa Diệp thần hết thảy đường lui. Cuồng phong nổi lên, mây sấm động. Trời đất phảng phất đều bị biến dạng. Giống như vạn ngôi sao đập về phía Diệp thần. Diệp thần không đường có thể lui. Kinh thiên động địa đợt khí nổ tung. Vô số băng kiếm mang huyết quang ngay tức thì chiếm đoạt Diệp thần. Gió lạnh gào thét, băng tuyết văng khắp nơi. Diệp thần đã sớm không gặp bóng người. Vô số bông tuyết, khắp nơi phân bay. Hẳn phải chết cảnh. Bụi đất vạn trượng, hết thảy yên lặng. Hoàng Linh thừa nhìn chung quanh hết thảy, cười, thằng nhóc, ngươi không phải rất cuồng sao, cuối cùng còn không phải là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngươi thiên phú, đáng tiếc, nếu như không chết hiểu, nói không chừng cũng sẽ thành là một khối đại năng. Nói xong, Hoàng Linh thừa chính là hướng Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh đi tới. Còn đi chưa được mấy bước, một hồi gió lạnh cuộn sạch. Bụi đất tiêu tán. Hắn dừng bước lại. Trong mắt tựa như nổ bể ra, hắn diễn cảm sợ hãi, một bộ không thể tin dáng vẻ. Làm sao có thể? Hắn trong lòng chỉ có cái này bốn chữ. Bởi vì bụi bặm bên trong, Diệp thần không chỉ không có chết, thậm chí liền dáng vẻ bị thương cũng không có. Mà giờ khắc này Diệp thần bên người, như một cô gái. Thiếu nữ áo đỏ, xinh đẹp một khối. Mạc Ninh. Mạc Ninh lúc nào đến bên trong đi? Hắn chợt nhìn về phía Mạc Ninh phương hướng, phát hiện Mạc Ninh bị thương, như cũ nằm trên đất. Ừ. Tình huống gì? Làm sao có hai cái Mạc Ninh? Hoàng Linh thừa gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ, càng phát ra kỳ quái. Người thiếu nữ này hình dáng và Mạc Ninh cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là khí chất và hơi thở nhưng là hoàn toàn không cùng. Hắn có thể khẳng định Mạc Ninh bị thương, căn bản không có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Vậy trước mắt thiếu nữ áo đỏ lại là lai lịch gì? Phân thân. Lấy Mạc Ninh thực lực căn bản không thể nào làm được. Xanh đôi. Mạc gia tựa hồ chỉ sinh Mạc Ninh một cái cô gái. Không chỉ Hoàng Linh thừa nghi ngờ, liền liền Diệp Lăng Thiên diễn cảm cũng là cực kỳ cổ quái. Hắn nhìn một cái bên người Mạc Ninh. Lại xem thiếu nữ áo đỏ, hoàn toàn bối rối. Mà duy nhất biết thiếu nữ áo đỏ thân phận chính là Diệp thần. Diệp thần không có lựa chọn, Hoàng Linh thừa vận dụng huyết linh tộc bí thuật, cơ hồ sánh bằng đế tôn cảnh thực lực, hắn muốn ngăn trở, căn bản không có thể, chỉ có mời Mạc Ngưng Nhi ra tay. Cũng may Mạc Ngưng Nhi lần trước hấp thu năng lượng, đủ ở bên ngoài ra tay. Mạc Ngưng Nhi có nhiều thú vị nhìn phía xa hôn mê Mạc Ninh. Đúng dịp cười xinh đẹp hề, mộ chủ, khoan hãy nói, cái đó nha đầu thật có ta năm đó cảm giác, Mạc gia vì tìm năm đó bí mật, thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào. Còn nữa, Ngưng Nhi là hiện đảm nhiệm Mạc gia gia chủ thái độ đối với mộ chủ đạo áy náy, ánh mắt thiển cận người không xứng hướng dẫn Mạc gia bước lên huy hoàng. Nàng nhiều lần muốn từ luân hồi mộ địa đi ra, đối với vậy cái gọi là Mạc Vĩ Hải giận mắng một trận. Diệp thần thành tựu luân hồi mộ địa mộ chủ. Sau này thành tựu phi phàm. Mạc gia dù là bất chấp nguy hiểm diệt tộc, cũng hẳn bảo vệ ở Diệp thần cỡ đó, nhưng là cái này Mạc Vĩ Hải nhưng là buồn cười, rất miễn cưỡng vì ham muốn cá nhân, đem Diệp thần đẩy ra. Nếu như Mạc gia liệt tổ liệt tông biết, tất nhiên hận không phải đem Mạc Vĩ Hải nhét hồi luân hồi chi đạo. Cũng may,
Mạc gia còn có Mạc Ninh và mộ chủ liên lạc, đây là Mạc gia trở mình duy nhất có thể. Diệp Thần nhìn lướt qua Mạc Ngưng Nhi, mở miệng nói, chuyện này không cần nói xin lỗi, vấn đề trước mắt giúp ta xử lý là được. Tên kia và huyết linh tộc có chút liên lạc, ta cần từ trên người hắn lấy được một ít thứ. Mạc Ngưng Nhi gật đầu một cái, lạnh mâu nhìn lướt qua Hoàng Linh Thừa, mộ chủ, yên tâm, tên này chẳng qua là cáo mượn oai hùm mà thôi, chính là huyết linh bí cảnh vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, ta như muốn giết, dễ như trở bàn tay. Tiếp theo giao cho Ngưng Nhi là đủ rồi. Được, Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm. Mà giờ khắc này Hoàng Linh Thừa vậy tỉnh hồn lại, cũng không để ý thiếu nữ áo đỏ thân phận, năm ngón tay nắm chặt, huyết linh kiếm chính là bay trở lại lòng bàn tay. Tiểu súc sinh, mặc dù không biết ngươi làm sao từ ta trong một kích sống sót, ta như muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi có thể rõ ràng. Diệp Thần lắc đầu một cái, xin lỗi, ta không hiểu. Ta chỉ biết là, người đại khái còn có một phút thời gian. Dứt lời, Diệp Thần chính là cầm lên một cái đồng hồ cát chảy, đặt ở một cây bị chém đứt trên cây lớn. Đồng hồ cát chảy thời gian vừa vặn một phút. Đây đối với Hoàng Linh Thừa mà nói nhất định chính là trần trụi trần trắng trợn khiêu khích. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết. Hôm nay ta liền đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Hoàng Linh Thừa cầm trong tay huyết linh kiếm hướng lên ném đi. Rồi sau đó, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Một đạo màu máu phù ấn rơi vào huyết linh kiếm lên. Đi! Màu máu phù ấn lưu chuyển ở trên thân kiếm, tia sáng chói mắt lóng lánh ra. Một giây kế tiếp, huyết linh kiếm lại biến thành trăm trượng. Không ngừng mở rộng. Nồng đậm huyết khí cơ hồ để cho tất cả mọi người nghẹt thở. Vĩ đại huyết linh tộc, ta nguyện dùng ta tu vi hiến tế. Chỉ vì trở thành liền huyết linh tộc cao nhất sự nghiệp. Chém chết hết thảy, Côn Lôn hư con kiến hôi đều phải thần phục. Thân kiếm chấn động, khí thôn vạn dặm như hổ. Trên bầu trời, mây lửa bao phủ, tựa như thần ma giáng thế. Vô số tiến vào huyết linh bí cảnh thiên tài đệ tử rối rít ngẩng đầu lên, nhìn thương khung xứ lạ thán phục liền liền. Cái này huyết linh bí cảnh thương khung vì sao dị biến như vậy, chẳng lẽ là có đại năng ra tay? Lực lượng này tựa như dung hợp huyết linh bí cảnh, quá đáng sợ đi. Đám người khủng hoảng và khiếp sợ. Đây là đối với không biết sợ hãi. Mạc Như Gió cũng là nhìn thương khung dị tượng, quả đấm nắm chặt, một tháng sau đó, chờ ta rời đi cái này huyết linh bí cảnh, ta muốn tất cả mọi người là ta thần phục. Cho dù là phụ thân trong miệng một năm rưỡi sự việc, ta cũng có tư cách nắm trong tay. Đồng thời, trong bí cảnh thần bí trong phòng đá. Mấy vị huyết linh tộc ông già trong thân thể máu tươi tựa như sôi trào. Tóc bạc mặt hồng hào ông già lại là đứng lên, đây là ta huyết linh tộc bí pháp, lại có người mang bí pháp tiến vào nơi này. Chẳng lẽ là huyết linh tộc những đại nhân kia nhớ tới chúng ta? Mau, cảm giác một chút sốt cuộc ở nơi nào? Một cái ông già nghe được câu này, gật đầu một cái, sau đó ngón tay bắt pháp quyết, trước mặt màn ảnh khổng lồ bỗng nhiên biến hóa. Một cái trong đó tiểu màn ảnh lại là không ngừng phóng đại. Nhưng là khi thấy trong hình hết thảy, đang ngồi mấy vị huyết linh tộc ông già sắc mặt hoàn toàn tối. Bởi vì phơi bày hình ảnh vẫn là sương mù màu máu dày đặc. Cái gì cũng không thấy rõ. Mơ hồ bây giờ, chỉ có thể nhìn được mấy cái bóng người ảm đạm. Xem ra, đó cùng chúng ta huyết linh tộc có liên quan người đã cùng vị kia bị che đậy Côn Lôn hư thanh niên chạm mặt. Ta cảm giác được có cái gì không đúng. Phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến nơi đó, nếu không vô cùng hậu hoạn. Mau! Tóc bạc mặt hồng hào ông già giọng nói vô cùng hắn dồn dập. Cái này sương mù màu máu dày đặc ở giữa thanh niên, tựa như đang từng bước chiếm đoạt bọn họ kế hoạch. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể lưu. Tiếng nói ghi, mấy đạo thân ảnh rối rít lao ra thạch thất, hiển nhiên là dự định vận dụng hết thảy lực lượng đi tìm Diệp Thần. Mà giờ khắc này, Hoàng Linh Thừa cao nhất kích bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm thật lớn ảnh như vực ngoại vẫn thạch đập xuống phàm trần vậy hướng Diệp Thần đi. Trên bầu trời đám mây đều bị biến dạng. Mặt đất lại là hình thành một đường rãnh thật sâu hác, tựa như rãnh trời. Một đánh rớt xuống, không người nào có thể ngăn cản. Thậm chí thời không cũng cần phải sụp đổ. Hồng quang không ngừng tán loạn. Cuồng bạo kiếm quang tựa như đếm lấy tính chục nghìn cự thú hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi.
Hoàng Linh thừa thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt có chút tái nhợt. Một kích này, cơ hồ là hắn có thể mượn huyết linh tộc một kích mạnh nhất, hắn không tin một kích này Diệp Thần còn có thể ngăn được. Phốc suy. Đột nhiên, Hoàng Linh thừa khạc ra một ngụm máu tươi, như vậy thuật pháp thi triển, đối với hắn tạo thành tổn thương thật sự là quá lớn. Trong cơ thể máu tươi không ngừng lăn lộn, toàn thân lại là truyền tới ken két ca thanh âm, nếu như không phải là hắn khổ khổ chống đỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn âm u nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đều là tia máu, hắn cười, lần này, xem ngươi làm sao ngăn cản. Vạn trượng kiếm ảnh lăng không chém xuống. Một kích này hấp thu huyết linh bí cảnh hết thảy lực lượng, đủ đáng sợ. Ngay tại kiếm ý muốn rơi xuống nháy mắt, Mạc Ngưng Nhi nhưng là bước ra một bước, chắn Diệp Thần trước người. Nàng nhắm mắt lại, đôi môi đỏ thắm buộc vòng quanh một đạo nụ cười. Có vài người, người cả đời cũng không có tư cách động. Thời đại thượng cổ, chính là bởi vì các ngươi những thứ này ngu muội người cấu kết huyết linh tộc, mới có thể để cho những cái kia đại năng bị trói buộc. Càng làm cho ta mất đi tự do, hôm nay ta liền để cho ngươi rõ ràng, vì sao là lực lượng chân chính. Mạc Ngưng Nhi đưa tay ra, vô tận hàn băng ý bọc toàn thân. Nàng thân thể thậm chí trôi lơ lửng, áp đảo trên bầu trời. Tựa như tiên nhân, Mạc Ngưng Nhi nhìn vậy vạn trượng trường kiếm tới, không có sợ hãi chút nào. Ngón tay nhỏ nhắn ở hư không một chảo, vậy bầu trời huyết nguyệt tựa như hóa là một đạo tròn tháng dương cung. Mộ chủ, tiếp theo ta chỉ ngươi một chiêu thần thông thuật, ngươi bây giờ không nhất định có thể lĩnh hội, nhưng là một chiêu này đối phó huyết linh tộc lực lượng có kỳ hiệu, ngươi hãy coi trọng. Vạn đạo một kiếm tây, huyết nguyệt kéo căng huyền, hóa làm tướng tư ý, nghiêm nghị là ta linh. Phá vỡ cho ta hết thảy. Mạc Ngưng Nhi trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Huyết linh bí cảnh thiên địa linh khí cuộn sạch đi, nháy mắt tức thì, hóa là một chi trắng mũi tên. Trắng mũi tên phóng thích, tựa như phá vỡ không khí. Cấp tốc tới. Đinh, một tiếng, ngay tức thì đụng vào Hoàng Linh thừa kiếm ảnh trên. Hai cổ lực lượng không ngừng lần lượt thay nhau, ở trên bầu trời tạo thành một đạo vô cùng sáng chói thêm hoa mỹ hình ảnh. Hoàng Linh thừa khi thấy Mạc Ngưng Nhi trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng cảm giác được không đúng. Hắn và Mạc Ninh giao thủ qua, Mạc Ninh cố nhiên thiên phú và thực lực không tệ, nhưng là hoàn toàn không làm được như vậy ung dung. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải vậy thiếu nữ, mà là một vị đến từ mãi mãi cường giả. Hai cổ lực lượng rằng co không nghỉ. Mạc Ngưng Nhi hàn mi khều một cái, diễu diễu nói, người còn mưu toan kiên trì. Cái này dù sao không phải là ngươi lực lượng, lại tiếp theo, ngươi nhưng là phải bỏ ra giá cực lớn. Hoàng Linh thừa mới vừa muốn nói chuyện, một cổ cắn trả cực mạnh ý chính là tấn công tới. Hắn có thể cảm giác được từ toàn thân của mình tựa như bị một cổ lực lượng xuyên thấu. Vậy huyết linh kiếm cũng là lảo đảo lắc lư, tựa như tùy thời thì phải sụp đổ. Phốc suy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người khó chịu đến mức tận cùng. Tựa như đã đạt tới cực hạn, thậm chí có thể nói là bên bờ tan vỡ. Huyết linh kiếm bản thân chính là một chuôi hai lưỡi kiếm, có thể cho hắn lực lượng, nhưng cũng có thể chiếm đoạt hắn hết thảy. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Linh thừa nhìn Mạc Ngưng Nhi như vậy ung dung dáng vẻ, lại đối với so, đều có khạc ra máu tươi xung động. Như vậy lực lượng, làm sao cảm giác là đối phương tùy tùy tiện tiện thi triển tồn tại? Người này tuyệt đối không phải Mạc Ninh. Mạc Ngưng Nhi cười một tiếng, một bước từ giữa không trung đạp xuống, lại là đi tới Hoàng Linh thừa trước mặt. Ngươi muốn biết ta là ai? Xem ngươi là một cái người sắp chết, ta có thể nói cho ngươi. Ta kêu Mạc Ngưng Nhi. Tới từ thượng cổ Mạc Ngưng Nhi. Bốn câu lời nói rơi xuống, một cổ cường đại đợt khí nổ tung. Vậy huyết linh kiếm lại là hoàn toàn bị xuyên thấu, đánh tan. Mà Mạc Ngưng Nhi mũi tên ý nhưng là thế như trẻ tre. Kim quang tán loạn, trường kiếm chấn động. Cuối cùng, theo một tiếng tiếng rên rỉ, hết thảy tiêu tán. Bầu trời mây lửa thậm chí còn dị tượng, toàn bộ biến mất. Hoàng Linh thừa bị Mạc Ngưng Nhi triệt triệt để nghiền ép. Làm sao có thể? Huyết linh tộc bí pháp lại có thể bị phá ra. Ngươi rốt cuộc là ai à? Cả thế giới tựa như truyền tới Hoàng Linh thừa gầm thét, khàn cả giọng gầm thét.
ta đã trả lời qua ngươi, bây giờ, chúng ta nên thật tốt coi là một ít nợ. Đầu tiên, ngươi đối với mộ chủ đại bất kính, nên chém. Mạc Ngưng Nhi bộc phát ra cực mạnh khí thế, bước ra một bước. Vô tận lực tựa như hóa là một đôi hư không bàn tay, trực tiếp nắm Hoàng Linh Thừa cánh tay. Không muốn. Hoàng Linh Thừa tựa như cảm giác được cái gì, thần sắc kinh hoàng. Nhưng là căn bản do không được hắn cân nhắc. Hắn vậy bắt pháp quyết sau lưng lại là không ngừng văng tung tóe. Chỉ có cánh tay lại có thể ở trong mắt hắn dưới hóa là một đạo xương máu. Tính lại cái thứ hai nợ, ngươi và huyết linh tộc cấu kết, kỳ tâm có thể giết. Chính là bởi vì có các ngươi người như vậy, năm đó ở thượng cổ lúc đó, chúng ta mới có thể thất bại. Mạc Ngưng Nhi lại là bước ra một bước, bước này, nhưng là để cho Hoàng Linh Thừa máu tươi cuồng phún, hắn thân thể càng bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hung hãn nện xuống đất. Hắn sắc mặt ảm đạm, trên người xương cơ hồ toàn bộ gãy lìa, khóe miệng không ngừng dòng nước chảy máu tươi. Yếu ớt đến mức tận cùng. Chung quanh gió lớn cuốn tới, một đạo đỏ rực bóng người xuất hiện ở Hoàng Linh Thừa trước mặt. Người thua, huyết linh tộc cái gì cũng không có thể cho ngươi, vậy bí thuật cũng là thành lập ở các ngươi thân xác hư hại trên căn bản, thật là rốt nát. Ngươi hẳn có thể cảm giác được thương thế trên người có vấn đề, lại như thế thi triển tiếp. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành là chân chính con rối. Mạc Ngưng Nhi trên cao nhìn xuống nói. Hoàng Linh Thừa nghe được câu này tiếng nói, ngẩn ra, sắc mặt lại là tràn đầy sợ hãi, diễn cảm dữ tợn. Không thể nào, huyết linh tộc đại nhân làm sao có thể sẽ như thế đối với ta. Bọn họ là chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ. Lời còn chưa nói hết, chính là bị Mạc Ngưng Nhi cắt đứt. Om sòm. Sau đó, Mạc Ngưng Nhi một trường tùy tiện đánh ra, đem Hoàng Linh Thừa hung hãn chân áp tại đất đai dưới. Làm xong hết thảy các thứ này, Mạc Ngưng Nhi nhìn về phía Diệp Thần, mộ chủ, ở hắn trước khi chết, còn dư lại giao cho ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, đi tới Hoàng Linh Thừa trước mặt, mở miệng nói, ngươi tại sao lại nắm giữ huyết linh tộc đồ? Còn nữa, các ngươi hoàng gia lần này tiến vào huyết linh bí cảnh là vì cái gì? Nói cho ta. Ta có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút. Hoàng Linh Thừa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mộ chủ. Hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ áo đỏ trong con ngươi cung kính. Cường giả như vậy vì sao đối với một cái thánh vương cảnh tiểu tử thái độ như thế? Chẳng lẽ tên này có lai lịch lớn? Còn nữa, cái này quan tâm như vậy huyết linh sự việc, mà thiếu nữ áo đỏ nói nàng tới từ thời đại thượng cổ. Hết thảy đầu mối nối liền chung một chỗ. Hoàng Linh Thừa tựa như phát hiện cái gì, hắn vậy ảm đạm trong mắt thay đổi nóng bỏng. Huyết linh tộc những cái kia đại năng nhất định đúng thằng nhóc này cảm thấy hứng thú. Thằng nhóc này thậm chí có thể và thượng cổ chàng đại chiến kia có rất lớn liên quan. Hắn phải còn sống rời đi. Đem điều này trọng đại tin tức nói cho mấy vị kia huyết linh tộc đại năng. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Hoàng Linh Thừa ôm lấy Diệp Thần hai chân, Diệp Thần, ta cái gì đều nói. Ta chỉ muốn sống sót. Chúng ta hoàng gia có thể cho ngươi cao nhất cơ duyên. Có thể để cho ngươi một bước lên trời. Hắn giọng tràn đầy kích động. Cơ duyên, ta cũng không muốn cơ duyên. Người hoàng gia và huyết linh tộc kết quả có liên quan gì? Diệp Thần lạnh lùng nói. Hoàng Linh Thừa không dám có bất kỳ nói láo. Vội vàng nói, ta hoàng gia từ thời đại thượng cổ liền và huyết linh tộc thành lập liên lạc. Thậm chí có thể nói là bọn họ ở Côn Lôn hư tai mắt. Phụ trách giám sát Côn Lôn Hư hết thảy. Không chỉ chúng ta hoàng gia một thế lực, Côn Lôn Hư còn có ba chỗ và huyết linh tộc có liên hệ tồn tại. Diệp Thần nghe được câu này, con người híp một cái, kia ba chỗ. Hoàng Linh Thừa lắc đầu một cái, huyết linh tộc trưởng lão chưa bao giờ để cho chúng ta ba cái thế lực gặp mặt, mỗi một cái đều là tương đối độc lập, dưới mắt ta chỉ biết là, một cái trong đó hẳn là 10 đại đỉnh cấp tông môn một trong. Còn như ngoài ra hai cái rốt cuộc thân phận gì, ta cũng không cách nào xác định. Đây là nói thật, thiên địa chứng giám. Diệp Thần cảm giác được sự việc càng ngày càng phức tạp, Côn Lôn Hư cái này nguyên bản nước hồ trong suốt, hiện nay nhưng là lẫn vào một ít không nên tồn tại đồ. Trừ hoàng gia, vẫn còn có ba đạo thế lực ở trong bóng tối ẩn núp. Một cái trong đó là 10 đại đỉnh cấp tông môn một trong, cái này đủ để thay đổi hết thảy thế cục. Còn dư lại ngoài ra hai cái,
vậy tuyệt đối không kém. Hoàng gia ẩn núp nhiều năm như vậy, nếu như không phải là hoàng linh thừa bại lộ, càng không biết bị người phát hiện. Như vậy còn lại ba cái thế lực tất nhiên hơn nữa thông minh. Hàn gia, đây là Diệp Thần trong đầu cái đầu tiên hiện lên thế lực. Huyết linh bí cảnh tồn tại thật giống như không đơn giản như vậy, bây giờ nhìn lại, càng giống như là một chàng săn giết trò chơi. Săn giết đối tượng bên trong không phải huyết linh tộc cường giả, mà là Côn Lôn hư có tiềm lực ứng đối vậy trận thế cục thiên tài. Hết thảy tựa như dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng là Diệp Thần nhưng không biết hết thảy các thứ này phía sau màn bàn tay đẩy kết quả là ai. Còn nữa, cái này sau lưng sự việc hẳn cũng chỉ có một mình hắn nắm giữ. Chẳng lẽ muốn hắn lấy lực một người đối kháng hoàng gia cùng với ngoài ra ba cái thế lực cao cấp? Bất quá vậy không sao, hắn đã sớm bị bên ngoài thế lực phong sát. Hắn càng muốn xem, chàng này săn giết trò chơi, ai có thể sống đến cuối cùng? Ngươi còn biết cái gì? Diệp Thần hỏi. Hoàng Linh Thừa nhưng là lắc đầu một cái, ta ở hoàng gia quyền hạn không cao, biết không nhiều, nhưng là lần này hoàng gia phái ra không dứt ta một vị, chúng ta mục đích chính là săn giết hết thảy tích trữ đang uy hiếp người. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi nhưng mà đáp ứng muốn thả qua ta một cái mạng, ngươi cũng không thể nuốt lời. Còn nữa, ta thực lực không tệ, ngươi nhất định cần ta, ngươi không phải muốn tìm những thứ khác ba cái thế lực sao, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi một ít. Giờ khắc này Hoàng Linh Thừa mất đi năm xưa kiêu ngạo, hắn chỉ phải sống sót. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, ta có nói tha ngươi sao? Nghe được câu này, Hoàng Linh Thừa con ngươi phóng đại, Diệp Thần ngươi tên xúc sinh này, ngươi lại. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một chưởng trực tiếp vỗ về phía Hoàng Linh Thừa thiên linh cái. Cuồng bạo lực từ đầu đến chân xuyên thấu. Năm ngón tay nắm chặt, Hoàng Linh Thừa đầu lâu trực tiếp bị Diệp Thần vặn hạ, lại là ném ra ngoài. Xin lỗi. Bất kỳ vào huyết linh tộc có liên quan, cũng không có sống sót tư cách. Người bất kỳ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần mới vừa dự định đi tìm Diệp Lăng Thiên và Mạc Ninh, Mạc Ngưng Nhi nhưng là đưa tay ra, ngăn cản Diệp Thần đường đi. Thế nào? Diệp Thần nhìn về phía Mạc Ngưng Nhi nhưng là sau khi phát hiện người diễn cảm cực kỳ ngưng trọng. Thậm chí có chút kiêng kỵ. Mộ chủ, xem ra ta thiếu tính một chuyện. Huyết linh bí cảnh có chân chính huyết linh tộc cường giả, bây giờ nhìn lại, đám người này đang hướng bên này lướt nhanh tới, hơi thở cực kỳ khủng bố. Chúng ta phải đi lập tức, lập tức. Diệp Thần ngẩn ra, cái này còn là hắn lần đầu tiên cảm nhận được Mạc Ngưng Nhi nghiêm túc như vậy. Vậy thuyết minh đang hướng bên này đám người kia cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ là huyết linh tộc những tên kia? Tiểu Hoàng cũng là cảm giác được không đúng, nhẹ nhàng thổi một cái huyết sáo. Ngay tức thì bóng tối bên trong chạy như điên ra một đầu to lớn yêu thú. Mau để cho bạn ngươi đi lên. Diệp Thần không dám khinh thường, vội vàng phân phó Diệp Lăng Thiên nói, Diệp Lăng Thiên, mau hơn đi. Diệp Lăng Thiên cũng không nói nhảm, một bước nhảy lên yêu thú trực tiếp hướng chỗ sâu đi. Còn như Mạc Ngưng Nhi, Diệp Thần chính là ôm nàng lên, đi tới màu đen đổ sộ sư trên mình. Đi. Màu đen đồ sộ sư ngay tức thì xông ra ngoài, tốc độ này xa so hoa hạ một ít xe thể thao cao cấp còn đáng sợ hơn. Mạc Ngưng Nhi sâu đậm nhìn một cái chung quanh, mới vừa muốn rời đi, nhưng là chú ý tới cái gì. Nàng trong lòng lộc bộc một chút, vội vàng hướng Diệp Thần phương hướng đi. Mộ chủ, cẩn thận. Chỉ gặp một thanh trường kiếm phá không tới, đứng mũi chịu sào hướng Diệp Thần đi. Phốc suy. Cũng may. Trường kiếm chỉ bất quá xuyên thấu màu đen đồ sộ sư thân thể, tại chỗ nổ bể ra. Bởi vì quán tính, Diệp Thần và Tiểu Hoàng tại chỗ bay ra ngoài, Diệp Thần một cái lộn, bắt được Mạc Ninh và Tiểu Hoàng, lại là vững vàng rơi ở trên mặt đất. Dưới mắt, hắn chỉ có thể đem Mạc Ninh trước để dưới đất. Hắn ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nói cái gì, chính là chú ý tới cách đó không xa đứng một cái ông già. Ông già tóc xám trắng. Cả người áo bào đen che phủ toàn thân thể gầy đét, mí mắt hạ đổ. Áo bào đen dưới, phảng phất có một tầng âm ảnh bao trùm ở trên thân hình. Cảm giác thần bí cực kỳ mãnh liệt. Mấu chốt ấn đường còn có khắc một cái chữ viết cổ xưa. Diệp Thần thấy một màn này, ngay tức thì công khai, huyết linh tộc ông già đã tới.
hắn biết mình sẽ ở huyết linh bí cảnh đụng gặp những người này, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Đáng chết! Nguyên lai người chính là cái đó sương mù màu máu dày đặc xuống thanh niên, thiên cơ bị ngươi che đậy, ta còn lấy là dạng gì nhân vật thiên tài, lại không nghĩ rằng là một cái thánh vương cảnh phế vật. Dĩ nhiên, ta không biết bởi vì cảnh giới của ngươi mà không giết ngươi, sự tồn tại của ngươi, đã biểu thị đối với chúng ta kế hoạch uy hiếp, tất cả hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, cái đó ông già áo bào đen nhìn một cái xa xa thi thể. Hắn con ngươi có giúp một cái. Cái đó bị ngươi giết người trên người có huyết linh tộc lực lượng, ngươi không đáng giết. Các ngươi những thứ này côn lôn hư con kiến hôi chỉ có thể làm một con kiến, mặc cho chúng ta huyết linh tộc người nghiền ép con kiến. Gầy đét ông già nói xong, chính là quỷ dị xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần ngẩn ra, đây là cái gì tốc độ? Hắn vừa định rút ra cửu u thí thiên thương, ông già vậy gầy đét tay tựa như năm chuôi đao kiếm mang sắc bén đâm tới. Còn muốn phản kháng, rốt nát. Mắt xem tay của lão giả liền muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể, Diệp Thần trong cánh tay lại xuất hiện một cái huyết long. Huyết long trực tiếp quấn quanh ở tay của lão giả cánh tay, không thể để cho hắn lại tiến về trước chút nào. Ừ, bên trong cơ thể ngươi vẫn còn có một con rồng. Khó trách thiên đạo đều không cách nào tra xem, ngươi thật sự có vốn. Ông lão trong giọng nói có chút thất thần và kinh ngạc. Hắn biết Diệp Thần có chút vấn đề, lại không nghĩ rằng là vấn đề lớn như vậy. Chỉ tiếc, người huyết long hư ảnh còn quá nhỏ yếu, nó như thành là chân chính cửu thiên thần long, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần. Ta không thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không chúng ta mấy người đều sẽ chết. Ông già cánh tay chấn động một cái, trong hắc bào tia máu chấn động, huyết long cố nhiên ngăn trở, nhưng vẫn bị rung đi ra ngoài. Sau đó, tay của lão giả không có bất kỳ dừng lại, lần nữa hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần thân thể nổ tung ra từng cơn thần lôi, một quyền ngăn cản đi. Không chỉ thần lôi, liền liền mi tâm bất diệt lửa vậy vào giờ khắc này nổ tung. À, còn nắm trong tay ngọn lửa. Ông lão trong mắt càng ngày càng bất ngờ. Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm, kết quả không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần bị chấn động bay ra ngoài. Huyết linh tộc ông già sinh tồn ở nơi đây không biết nhiều ít năm, bọn họ đối với chung quanh thiên địa thế, cũng hoặc là linh khí, xa so người bình thường còn giỏi hơn rõ ràng. Lại là có thể vô cùng hoàn mỹ nắm trong tay. Cùng cảnh giới dưới, tất nhiên nghiền ép người khác. Huống chi, cùng Diệp Thần chênh lệch to lớn như vậy. Giờ phút này Diệp Thần cảm giác trong cơ thể rời sông lấp biển vậy, quá khó chịu. Thậm chí có thể nói nghẹt thở. Bất quá, đối phương một kích này, nhưng là để cho hắn cảm nhận được đột phá cảm giác. Cửu U Thí Thiên Thương, tới. Diệp Thần một tiếng giống giận, Cửu U Thí Thiên Thương liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ông già thấy Cửu U Thí Thiên Thương, còn người híp lại, không muốn người vẫn là người của ma tộc, sự việc ngược lại là đổi được càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, như vậy để cho ta càng phát ra có giết ngươi sao sao. Ông già mới vừa muốn động thủ, Mạc Ngưng Nhi chính là chặn đường đi của hắn lại. Giờ khắc này, ông già mới chú ý tới Mạc Ngưng Nhi cùng với hôn mê Mạc Ninh. Hắn nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, đột nhiên, nhưng lại mở ra. Con người cực kỳ quỷ dị, giống như thấy cái gì kinh khủng sự việc. Lại là ngươi lại còn sống. Không đúng, ngươi là một đạo thần niệm. Ông lão giọng đều là kinh ngạc. Rất hiển nhiên. Ông già nhận ra Mạc Ngưng Nhi. Bởi vì Mạc Ngưng Nhi từng ở đó trên trận cổ cuộc chiến xuất hiện qua. Theo lý mà nói, hẳn bị kẹt ở chỗ đó. Nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện ở nơi này. Quá mức quỷ dị. Mạc Ngưng Nhi thần sắc nghiêm túc, không để ý đến ông lão khiếp sợ, mà là đối với sau lưng Diệp Thần nói, mộ chủ, nhanh lên rời đi, phía sau còn có mạnh hơn tồn tại. Ta lực lượng bây giờ chỉ có thể kéo người này. Đúng rồi. Ngươi lập tức đi huyết tiền bối cho ngươi đi địa phương, chỉ có đến nơi đó, huyết tiền bối mới sẽ xuất thủ giúp ngươi. Vậy ngươi đâu? Diệp Thần giọng tràn đầy không xác thực định. Mạc Ngưng Nhi cuối cùng là một đạo thần niệm, đối mặt trước mắt huyết linh tộc cường giả tất nhiên thua thiệt. Hắn đã sớm thói quen liền Mạc Ngưng Nhi tồn tại, càng không hy vọng Mạc Ngưng Nhi xảy ra chuyện. Mạc Ngưng Nhi cười một tiếng, rất có phong tình cảm giác, mộ chủ,
năm đó ta và người này đã giao thủ, hắn không phải ta đối thủ, bây giờ hắn tự nhiên cũng không phải đối thủ của ta, huống chi, hắn thấy mộ chủ bộ mặt thật, bất kể như thế nào, hắn đều phải chết. Coi như ta hao phí toàn bộ năng lượng thì như thế nào? Mộ chủ, thừa dịp bây giờ người còn lại còn không có chạy tới, chạy nhanh, ta giải quyết hết nơi này, sẽ tới tìm ngươi. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tới gặp ngươi. Tiểu hoàng sâu đậm nhìn một cái Mạc Ngưng Nhi, giống vậy đối với Diệp Thần nói, đi thôi, bây giờ ngươi ở chỗ này chỉ sẽ để cho sự việc đổi được càng khó giải quyết. Mạc Ngưng Nhi và vậy huyết linh tộc ông lão đánh một trận, không phải vậy chiến đấu, ngươi không giúp được gì. Duy nhất có thể làm, chính là mau rời khỏi. Huyết linh bí cảnh có rất nhiều cơ duyên chi địa, nếu như ngươi tìm được một nơi, nói không chừng là có thể bước vào một cái cảnh giới lớn. Nơi đây cường hóa thực lực mới là mấu chốt, mà không phải là trực diện mâu thuẫn. Nói xong, tiểu hoàng chính là ý niệm động một cái, một đầu màu máu đổ sộ báo đi ra. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là một cái ôm lấy hôn mê Mạc Ninh, hướng rừng cây chỗ sâu xông ra ngoài. Ngay tức thì chính là biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Ông già áo bào đen con ngươi lạnh như băng, mới vừa muốn ra tay, Mạc Ngưng Nhi nhưng là trong tay xuất hiện một cái băng kiếm. Băng kiếm phương hướng chỉ, chính là ông già áo bào đen. Ngươi đối thủ là ta, có ít người chú ý ngươi đánh không được. Ông già áo bào đen thu hồi ánh mắt quang, hừ lạnh một tiếng, chính là một đạo thần niệm, thật lấy là mình có thể lật lên cái gì đợt sóng không được. Ta như muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Còn nữa, ngươi có thể muốn biết bản thể của ngươi tung tích. Ngươi nếu như buông xuống băng kiếm, quy thuận tại ta, ta có thể nói cho ngươi mấy phần. Mạc Ngưng Nhi trên người dùng mình ngay tức thì lan ra, ha ha, để cho ngươi thất vọng, ta không muốn biết. Ta bản thể cuối cùng sẽ bị thấy, mộ chủ là thiên tuyển người, lại là các ngươi huyết linh tộc ác mộng. Cái thế giới này không cách nào trói buộc mộ chủ, các ngươi cái thế giới kia càng không cách nào trói buộc. Hôm nay, ta liền thay mộ chủ xóa bỏ hết thảy chướng ngại. Lãnh ngữ rơi xuống, Mạc Ngưng Nhi dẫn đầu xuất thủ, ông già áo bào đen vậy không có chút nào nương tay. Hắn trong lòng kỳ quái mộ chủ hai chữ. Đây là cái gì gọi? Chẳng lẽ vào phần mộ có liên quan? Không nghĩ nhiều nữa, hắn khí tức trên người bỗng nhiên nhảy lên tới trình độ cao nhất, cố nhiên đối mặt là một đạo thần niệm, hắn vậy có thể cảm giác được cái này thần niệm đặc thù. Từng cơn gió mạnh, đợt khí gầm thét. Cường giả cuộc chiến, lúc này mở ra. Chu vi nghìn mét, mắt thường có thể gặp, một đỏ tối sầm hai đạo ánh sáng mang không ngừng lần lượt thay nhau. Không phân cao thấp. Mỗi một lần đụng chạm. Nhưng là để cho mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Bụi đất lan tràn. Chung quanh trực tiếp san thành bình địa. Thậm chí không gian vẫn là xuất hiện vết rách. Có thể gặp có kinh khủng dường nào. Tiếng nổ chính giữa, không biết bao lâu thời gian. Cho đến một cổ cường đại lực lượng nổ tung, hai đạo ánh sáng mang rối rít đẩy lui. Tiêu tán. Toàn bộ huyết linh bí cảnh tựa như đều chấn động mấy phần. Thậm chí liền bí cảnh trận pháp đều tựa như muốn vỡ vụn. Vậy thì là chân chánh đế tôn cảnh thực lực cuộc chiến. Bởi vì ở bên ngoài chiến đấu thời gian quá lâu, Mạc Ngưng Nhi lại vận dụng vô cùng lực lượng mạnh, thân thể của nàng càng ngày càng yếu ớt. Đây cũng là thần niệm thiếu sót. Mà ông già áo bào đen cũng không chịu nổi, hắn áo bào đen cơ hồ vỡ vụn, trên mình bị trọng thương. Hắn căn bản không nghĩ tới thần niệm lực lại như vậy khủng bố. Mạc Ngưng Nhi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta đồng bạn lập tức phải chạy tới, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi trạng thái bây giờ có thể kéo dài bao lâu. Mạc Ngưng Nhi không chút nào nói nhảm. Ta nói, ngươi phải chết. Nghe được Mạc Ngưng Nhi mà nói, ông già áo bào đen nhưng là tựa như nghe được thế gian chuyện Thiếu Lâm tức cười nhất vậy. Hắn nhìn chằm chằm không ngừng yếu ớt Mạc Ngưng Nhi, nụ cười dần dần biến mất, trên người ý định giết người nồng nặc đến mức tận cùng. Huyết quang thậm chí bọc toàn thân. Giờ phút này, ông lão áo bào đen phiêu vũ đứng lên, hai chân lại là treo trên bầu trời, không khí chung quanh cũng giống như đột nhiên đọng lại. Trong thiên địa huyết linh lực toàn bộ bị ông già nắm trong tay. Cả thế giới yên tĩnh lại. Vậy yên tĩnh như chết, để cho người cảm giác nghẹt thở. Bỗng nhiên bây giờ, ông già áo bào đen bước ra một giọt máu tươi ngay tức thì hóa là một chuôi trường thương. Vừa định đâm về phía Mạc Ngưng Nhi,
Mạc Ngưng Nhi nhưng là ra tay trước một bước, ngón tay nhỏ nhắn bắt được máu tươi hóa thành trường thương, sau đó ấn đường bắn ra một đạo quang. Ngươi nắm trong tay chung quanh thì như thế nào? Ngươi có nghe nói qua luân hồi mộ địa? Ta ấn đường bên trong liền là có một đạo luân hồi mộ địa lực lượng. Chết! Ông già nghe được câu này, trên người huyết khí đột nhiên tiêu tán, bề ngoài lại là hốt hoảng hết sức, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Luân hồi mộ địa lại tái hiện thế gian. Chẳng lẽ cái đó truyền thuyết là thật? Huyết linh tộc cuối cùng sẽ bị hủy bởi một vị luân hồi tay của thanh niên trong. Nắm trong tay luân hồi, sống chết cửu u, đế vương mệnh lệnh. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi rời đi thánh vương cảnh thanh niên. Vậy sương mù màu máu dày đặc che đậy căn bản không phải cái gì thuật pháp, cũng không quan hệ thiên đạo, mà là người thanh niên kia vốn là siêu thoát hậu thế gian. Không người nào có thể tính toán đo lường. Thanh niên kia vô cùng có thể đem huyết linh tộc hết thảy hủy diệt. Đáng chết! Ngươi vẫn là suy tính hạ chính ngươi đi. Mạc Ngưng Nhi tay cầm một đoàn quang mang, tựa như lợi kiếm, tại chỗ xé ông già áo bào đen thân thể. Chỉ gặp ông già áo bào đen ở kinh hãi bên trong, hoàn toàn hóa là một đoàn xương máu. Ở chết một khắc cuối cùng, hắn nhưng là nhìn chằm chằm Mạc Ngưng Nhi trong tay quang. Chỉ bởi vì đây là trong truyền thuyết luân hồi ánh sáng. Mới tại luân hồi, rốt cuộc luân hồi. Vùng địa cực ánh sáng. Thậm chí có thể nói là thế gian căn nguyên lực. Luân hồi ánh sáng là Mạc Ngưng Nhi duy nhất dựa vào. Cũng là nàng làm một đạo thần niệm dám đối kháng đối phương tồn tại. Nhưng là luân hồi ánh sáng sử dụng, nhưng là thành lập ở Mạc Ngưng Nhi trên mình năng lượng giá phải trả. Thời khắc này nàng cực kỳ yếu ớt. Luân hồi mộ địa đại năng cũng không có nghĩa là áp đảo toàn bộ Côn Lôn hư thực lực thể chế trên. Bọn họ có hạn chế. Trong lực lượng hạn chế, muốn đột phá hạn chế, chỉ có thể mượn Diệp Thần thân thể. Nhưng là nếu như Diệp Thần thực lực không đủ tư cách, vậy thì sẽ lưỡng bại câu thương. Mạc Ngưng Nhi đối mặt vị này huyết linh tộc đế tôn cảnh cường giả, đã lớn nhất hạn độ vượt qua mình lực lượng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Nàng có thể cảm nhận được còn dư lại mấy vị cường giả đem muốn chạy đến. Không do dự nữa. Màu đỏ bóng người ngay tức thì hướng Diệp Thần phương hướng đi. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, một đạo tiếng xé gió vang lên, một chi đỏ thẫm mũi tên ý hư ảnh bắn tới đây. Giết ta huyết linh tộc người, còn muốn đi, ai cho ngươi lá gan? Một tiếng giống giận truyền tới, Mạc Ngưng Nhi sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Nàng và vậy huyết linh tộc ông già rằng có thời gian quá lâu. Căn bản không nghĩ tới đây đám người sẽ nhanh như vậy chạy tới. Nàng hai tay bắt pháp quyết, một đạo tường băng xuất hiện ở sau lưng, gắt gao che ở nàng. Vốn cho là tường băng có thể ngăn trở mấy phần, lại không nghĩ rằng tường băng và mũi tên ý hư ảnh đụng chạm nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn. Căn bản không địch. Phốc, mũi tên ý hư ảnh tại chỗ xuyên thấu Mạc Ngưng Nhi hóa là thực chất thân thể. Cơ hồ trọng thương. Sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân lại là yếu ớt vô cùng. Nàng không để ý tới cái gì, ấn đường một đạo ánh sáng lóe lên, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Nàng rất rõ ràng, bỏ mặc cái gì giá phải trả, đều phải lập tức rời đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngay tại Mạc Ngưng Nhi sau khi biến mất, năm đạo hơi thở cực kỳ kinh khủng tích trữ đang chậm rãi rơi xuống. Cái này năm người chính là ở Côn Lôn hư còn dư lại huyết linh tộc năm người. Khi bọn hắn thấy lên máu tươi và thi thể, trong mắt hiện lên cực mạnh dùng mình. Bọn họ sáu người ở huyết linh bí cảnh sinh tồn không biết bao lâu, một mực sống yên ổn với nhau vô sự, lại không nghĩ rằng, bí cảnh mở ra ngày thứ nhất, liền bỏ mình một vị đồng bạn. Cái này há có thể để cho bọn họ không tức giận giận. Tóc bạc mặt hồng hào ông già đi tới Mạc Ngưng Nhi biến mất địa phương nhắm mắt lại, mấy giây sau đó, đột nhiên mở ra. Trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Này người khí tức trên người rất quen thuộc, tựa như đến từ mãi mãi, chẳng lẽ có thượng cổ cường giả lẫn vào trong đó. Một cái khác ông già đi lên trước, xem xét mấy phần sau đối với tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói, sự việc không đơn giản như vậy, ta xem qua thi thể, vậy tổn thương, hẳn đến từ một cổ vô cùng lực lượng mạnh, lực lượng này tựa hồ chỉ có chúng ta cho nên mới có, chẳng qua là không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
Tóc bạc mặt hồng hào ông già gật đầu một cái, vậy màu đỏ hư ảnh hẳn là dùng bí pháp chạy trốn, chúng ta ảm đạm đoạt mệnh mũi tên, chống đỡ không được quá lâu, nàng vậy chạy không xa, chúng ta tách ra đi tìm. Còn nữa, chuyện này và thần bí kia màu máu xương mù dày đặc xuống thanh niên có liên quan, cũng phải lưu ý. Chuyện thế cục biến thành như bây giờ, đã không cách nào khống chế, chúng ta phải làm liền đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Năm đạo thân ảnh ngay tức thì tiêu tản ra. Cùng lúc đó, một nơi hang động bên trong. Hang động bị cỏ dại tươi tốt che giấu, Diệp Thần còn dùng mấy đạo trận pháp che đậy. Máu tươi làm chất dẫn, lại tăng thêm thần lôi lực. Người bình thường muốn phát hiện rất mệt khó khăn. Dù là đế tôn cảnh cường giả vậy không như vậy dễ dàng. Còn như Mạc Ngưng Nhi, hắn hai người chúng ta bây giờ có luân hồi mộ địa thành tựu liên lạc, muốn tìm được mình hẳn dễ dàng. Diệp Thần cầm Mạc Ninh thả ở trên mặt đất, suy nghĩ một chút, vẫn là đút vào một viên đan dược, ngân châm trong tay trực tiếp bắn vào Mạc Ninh ngực chừng. Tay hắn số ở Mạc Ninh mạch đập trên, diễn cảm khẽ biến. Mạc Ninh thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ thân thể bị thương, trong cơ thể còn trúng hai loại độc. Lăng Thiên, Mạc tiểu thư là như thế nào bị thương? Diệp Thần hỏi. Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói cụ thể sự việc ta không biết, lúc ấy hỗn chiến, chết không ít người, chờ ta tỉnh hồn lại, Mạc tiểu thư liền bị thương, đám người kia thắng không anh hùng, thật sự là xúc sinh. Được rồi. Diệp Thần không do dự nữa, đưa tay ra, Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển. Một tia chân khí lượn lờ ở đầu ngón tay. Nhẹ nhàng từ Mạc Ninh ngực đến bụng. Tương đương. Hoặc giả là bởi vì đau đớn, Mạc Ninh nhẹ nhàng phát ra một giọng nói. Diệp Thần tâm vô bàng vụ, không ngừng dùng chân khí chiết Mạc Ninh thân thể. 5 phút sau đó, Mạc Ninh đầu ngón tay lại là chảy ra một đạo chất lỏng màu đen, gương mặt tái nhợt vậy dần dần đỏ thắm. Diệp Thần thở ra một hơi, rốt cuộc xong hết rồi. Cái này huyết linh bí cảnh so ta tưởng tượng còn muốn gay gâu, nếu như không đoán sai, huyết linh bí cảnh ở giữa mấy vị huyết linh tộc cường giả thực lực so với kia vị chỉ cao chớ không thấp hơn, ta bây giờ đối mặt đế tôn cảnh căn bản không có thể. Mạc Ngưng Nhi dù sao không phải là luân hồi mộ địa ở giữa cường giả, nghe Lâm Thanh Huyền theo như lời, Mạc Ngưng Nhi bất quá là lẫn vào trong đó tồn tại, muốn phải đối mặt trong này có chút lực bất tòng tâm. Dưới mắt. Duy nhất biện pháp chính là mượn huyết thất dạ lực lượng. Chẳng qua là huyết thất dạ muốn dẫn động, trước hết đi chỗ đó. Ngay tại Diệp Thần sâu tư thời điểm, bên ngoài truyền tới một đạo tiếng bước chân, tất cả mọi người ngừng thở. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Cuối cùng hung hãn đập vào cửa hang chỗ. Diệp Thần thấy cái này bóng người màu đỏ, chợt đứng lên, lại là hai tay đỡ nàng, Mạc Ngưng Nhi. Người thế nào? Mạc Ngưng Nhi sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép chống đỡ ngồi dậy, mộ chủ, ta chém giết một vị huyết linh tộc ông già, nhưng là còn dư lại 5 vị, cái này 5 vị bất kỳ một người cũng sẽ đối với mộ chủ sinh ra uy hiếp cực lớn, dưới mắt. Lời còn chưa nói hết, Mạc Ngưng Nhi hư ảnh nhưng là càng ngày càng yếu. Diệp Thần rất rõ ràng loại trạng thái này, cái này cùng trước kia mấy vị kia đại năng lúc rời đi tình cảnh giống nhau như đúc. Đáng chết! Tiểu Hoàng đứng ở Diệp Thần trên bả vai, nhíu mày một cái, nàng vận dụng luân hồi ánh sáng, đây không thể nghi ngờ là ở tự tìm cái chết, ai? Diệp Thần nghe được thanh âm, vội vàng nhìn về phía Tiểu Hoàng, người có phải hay không có biện pháp? Tiểu Hoàng lắc đầu một cái, kia có nhiều như vậy biện pháp, nàng bản thân chính là một đạo thần niệm lực lượng biến mất, nàng liền biến mất tại giữa trời đất, đây là năng lượng thủ hằng, dù là thượng cổ thần y trên đời. Chỉ sợ cũng không có sức hồi thiên. Mạc Ngưng Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, mộ chủ, Ngưng Nhi ban đầu chính là bất ngờ lẫn vào luân hồi mộ địa, có thể biết mộ chủ, là Ngưng Nhi trong cuộc đời lớn nhất vinh hạnh. Nói xong nàng không nhịn được ho khan mấy tiếng, đưa tay vừa thấy, đen nhánh máu. Diệp Thần lo lắng nhíu mày một cái, mới vừa muốn nói cái gì, nàng lại tiếp tục mở miệng nói. Chẳng qua là Ngưng Nhi lại cũng không cách nào bầu bạn mộ chủ. Còn hy vọng mộ chủ tiếp theo, có thể tháo ra luân hồi mộ địa sau lưng đồ. Cái này huyết linh bí cảnh năng lượng và lực lượng cực kỳ thích hợp luân hồi mộ địa, mộ chủ nếu như tìm được mấy chỗ cơ duyên, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh,
chỉ có thực lực mạnh mẽ, đang đối mặt huyết linh tộc, thậm chí còn tầng cao hơn mặt cường giả, mới có sức đánh một trận. Mạc Ngưng Nhi vừa nói, trên người hư ảnh càng ngày càng nhạt. Cơ hồ trong suốt, Diệp Thần trong lòng có cảm giác nói không ra lời, hắn quả đấm cầm chặt, hung hãn đập xuống mặt đất. Loại này cảm giác vô lực quá biệt khuất. Ngay tại lúc này, sau lưng cách đó không xa Mạc Ninh có thể là độc tố biến mất, dần dần mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy xa xa dần dần hư hóa Mạc Ngưng Nhi, trong mắt trợn to, lại là kinh hô thành tiếng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy giống nhau người. Cơ hồ và nàng là một cái khuôn bên trong khác ra. Thậm chí, nàng trong cơ thể máu tươi thật giống như cũng bởi vì người này sôi trào. Tựa hồ, mình là vì cái này thiếu nữ áo đỏ mà tồn tại ở. Diệp Thần các người nghe được cái này thanh âm, vội vàng quay đầu lại nhìn một cái Mạc Ninh. Tiểu Hoàng nhưng là cảm giác được cái gì, mở miệng nói, thật ra thì còn có cơ hội. Mạc Ngưng Nhi trong mắt cũng là mang một đạo ánh sáng, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ninh. Mạc Ninh trong cơ thể có một đạo thuộc về nàng bản thể máu tươi, nếu như nàng muốn phải sống sót, tinh huyết này chính là mấu chốt. Diệp Thần cảm giác được cái gì, hỏi Tiểu Hoàng nói, ngươi có phải hay không có biện pháp? Tiểu Hoàng lắc đầu một cái, chuyện này, hẳn để cho cái này hai người câu thông đi, bất kỳ lựa chọn đều ở đây các nàng trên mình. Dứt lời, Mạc Ngưng Nhi đứng lên, yếu ớt thân thể hướng Mạc Ninh đi. Mạc Ninh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là bản năng đứng lên. Ngươi kết quả là, Mạc Ngưng Nhi không có bất kỳ nói nhảm, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi có thể hiểu là ngươi là ta một đạo phân thân, sự tồn tại của ngươi chính là vì ta. Bây giờ, ta cần ngươi trợ giúp, hoặc là chính là ta tiêu tán, hoặc là chính là để cho ta tiến vào ngươi thức hải. Ta không bắt buộc, nhưng là có chuyện ta phải nói cho ngươi, Mạc gia để cho ngươi ra đời, chính là vì thời đại thượng cổ ta, bọn họ muốn từ trên mình ngươi lấy được một ít ta tin tức. Mạc Ninh diễn cảm rất là nghi ngờ, nhưng là thông minh nàng rất nhanh rõ ràng liền một ít thứ. Từ nhỏ đến lớn một ít không hiểu đồ, tựa như thông nhau. Nàng nhớ lại một bộ cổ xưa bức họa. Nàng một mực lấy là bức họa là mình, bây giờ nhìn lại. Mình chẳng qua là trước mặt thiếu nữ bóng dáng. Ta có thể được cái gì? Ta sẽ tiêu tán sao? Do dự mấy giây, đây là Mạc Ninh nói lên hai vấn đề. Mạc Ngưng Nhi càng phát ra yếu ớt, nàng lắc đầu một cái, người ta vốn là một thể, chúng ta chung nhau hưởng thụ thân thể và huyết mạch, ta có thể cho ngươi tu vi cùng với lực lượng, thậm chí tới từ thời đại thượng cổ tu luyện trí nhớ, như vậy ngươi ở rất nhiều chuyện tình lên mới có thể tự làm chủ. Côn Lôn hư lột hoa lệ áo khoác, là bẩn thỉu, người hẳn cảm nhận được, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể nắm trong tay hết thảy, thậm chí Mạc gia. Còn nữa, không phải người đáp ứng, ta thì sẽ cho ngươi những thứ này, ta có một cái điều kiện, chúng ta phải tín ngưỡng một người, đó chính là mộ chủ. Nghe được Mạc Ngưng Nhi nói tiếng nói, Mạc Ninh nhìn một cái Diệp Thần, ánh mắt lơ lửng không chừng. Diệp Thần đối với nàng có ân, nàng quả quyết không thể cự tuyệt. Mà dưới mắt, nàng bị thương, chính là thực lực không theo kịp. Nếu như không chọn trước mặt cái này thiếu nữ áo đỏ, nàng có thể không cách nào còn sống đi ra huyết linh bí cảnh. Cho nên, thật ra thì nàng không có lựa chọn. Do dự mấy giây, Mạc Ninh khẽ gật đầu lô, được. Ta cũng có ta yêu cầu, ta muốn bước vào đế tôn cảnh. Mạc Ngưng Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi yêu cầu quá thấp, chờ ngươi ta hợp thể sau đó. Ngươi liền sẽ hiểu tu luyện vĩnh bất tận. Đế tôn cảnh lại coi là cái gì? Mộ chủ, là hai người chúng ta hộ pháp. Diệp Thần nghe được câu này, gật đầu một cái, hai đạo hàn quang lóe lên ra. Chính là cửu u thí thiên thương cùng với trảm long vấn thiên kiếm. Một kiếm một thương trôi lơ lửng ở Diệp Thần quanh thân. Diệp Thần khí tức trên người cũng là không ngừng bùng nổ. Tiểu Hoàng cũng là từ Diệp Thần trên bả vai nhảy xuống. Quanh thân sấm sét quấn quanh, gắt gao canh giữ ở cửa hang. Diệp Lăng Thiên mặc dù không rõ ràng trước mặt rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn vẫn là sử dụng vũ khí, là Mạc Ngưng Nhi và Mạc Ninh bảo vệ. Hang núi bên trong, Mạc Ngưng Nhi đưa tay ra, hai tay và Mạc Ninh xúc đụng nhau, bàn tay của nàng tràn ra vô số tinh thần ánh sáng. Tinh thần ánh sáng vần quanh ở Mạc Ngưng Nhi toàn thân. Hư ảnh biến mất. Hang núi đều là một phiến tinh thần. Mạc Ninh,
không cần có bất kỳ ý chống cự, thả ung dung, để cho ta tiến vào ngươi thân thể. Nghe được câu này, Mạc Ninh gật đầu một cái, nhắm mắt, lông mi mau khẽ run. Đột nhiên, vô số ngôi sao ánh sáng hướng Mạc Ninh vào tới. Thất khiếu, lỗ chân lông, đan điền, đều là một phiến tinh thần. Mạc Ninh huyết mạch tựa như đều rõ ràng có thể gặp, vô tận tinh thần lực tựa như sáng chói ánh sao chiếu sáng hang núi. 10 giây sau đó, tạo thành biến mất. Chỉ còn lại một đạo thân ảnh, chính là Mạc Ninh. Mạc Ninh mái tóc dài phiêu tán, gió lớn tự khởi, chung quanh hơi nước ngay tức thì hình thành từng đạo bông tuyết. Đúng cái hang núi lại là chớp mắt bây giờ hóa là hầm băng. Đồng thời, Mạc Ninh tu vi bắt đầu không ngừng leo lên. Tốc độ cực nhanh, luân hồi sống chết, phân thân là ta, thiên đạo mệnh lệnh, mới tại tinh thần. Mạc Ninh môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, tựa như nhớ tới nào đó thần chú. Rồi sau đó, nàng vậy cấp tốc leo lên cảnh giới rốt cuộc ngừng lại. Cuối cùng dừng lại ở đế tôn cảnh một tầng. Rào 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 rào. Mạc Ninh tròng mắt mở ra, lau một cái hồng quang và lạnh như băng lóe lên. Nàng ấn đường lại là xuất hiện một đạo đỏ rực dấu vết, trên người quần áo vậy chẳng biết tại sao hóa là một phiến lửa đỏ. Không chỉ thực lực lột xác, còn có khí chất lột xác. Thậm chí có võ tắc thiên lên ngôi cảm giác. Mạc Ninh ánh mắt lạnh như băng rơi vào Diệp Thần trên mình, sát ý thu liếm, môi đỏ mỏng phác họa một đạo độ cong. Phong tình bách mị. Mạc Ninh quỳ một chân xuống, nhẹ giọng nói, gặp qua mộ chủ. Diệp Thần kinh ngạc mấy phần, thất thần chốc lát, hỏi, vậy ta bây giờ nên gọi ngươi là gì? Mạc Ninh cười một tiếng, quanh thân hàn băng ý biến mất, tựa như đóng băng ngàn dặm, một đêm hóa là xuân ý. Mộ chủ kêu ta Mạc Ninh đi, dẫu sao ta bản thể không ở nơi này, mà chủ nhân của cái thân thể này là Mạc Ninh, bây giờ nàng nắm trong tay ta hết thảy, còn như trong trí nhớ một ít võ học, còn cần thời gian tỉnh lại. Đại khái cần 7 ngày, 7 ngày sau, nếu như lại đối mặt những máu kia linh tộc cường giả, Mạc Ninh chí ít sẽ không chật vật như vậy. Chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta liền lúc này nắm trong tay Mạc gia, vậy Hàn gia đối đãi như vậy mộ chủ, ta cũng nên để cho bọn họ rõ ràng một chuyện. Thời đại thượng cổ, Hàn gia địa vị thật ra thì chỉ gả cho ta Mạc gia sách giày. Giờ khắc này, Mạc Ninh bộc phát ra cực mạnh khí thế, tựa như thần nữ hạ xuống. Diệp Thần nhìn một cái Mạc Ninh, mới vừa muốn nói cái gì, bên ngoài sơn động nhưng là chấn động lên. Thậm chí liền Diệp Thần thiết trí che đậy trận pháp tựa như vậy không chịu nổi, trực tiếp văng tung tóe mở. Tiểu Hoàng híp mắt nhìn bên ngoài, mở miệng nói, xem ra, Mạc Ninh và Mạc Ngưng Nhi vừa người dị tượng kinh động một ít tồn tại. Kinh động một ít tồn tại. Diệp Thần nhìn về phía bên ngoài cửa hang mặt, trừ chấn động cảm giác trở ra, cũng không có một bóng người. Chẳng lẽ là còn dư lại huyết linh tộc cường giả hạ xuống? Tiểu Hoàng quanh thân bộc phát ra cực mạnh sấm sét ý, không trả lời. Mà Mạc Ninh cũng là đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói, mộ chủ, cho ta 3 phút thời gian, dưới mắt, hai chúng ta trạng thái vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, ta phải dùng một ít thuật pháp làm giá, cưỡng ép dung hợp võ học trí nhớ, nếu không đối mặt cường đại tồn tại, vẫn không có tư cách. Nói xong, Mạc Ninh chính là sau khi đi tới mặt, ngồi xếp bằng, ngừng thở, vận chuyển công pháp, máu đỏ quần áo bay lên. Một đạo màu đỏ ánh sáng không ngừng lan tràn ra. Diệp Thần từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cửa hang, hắn có thể cảm giác được chấn động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc là cái gì? Ước chừng 10 giây sau đó, một đạo che khuất bầu trời bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Thấy bóng đen này, cho dù Diệp Thần gặp qua không thiếu cảnh đời cũng bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Đây là một đầu ước chừng 100 mét cao rắn khổng lồ. Thân rắn trên bị từng cục nhô ra đá bao trùm, hiện ra hết dữ tợn. Mấu chốt trên đá đang lóe lên u ám ánh sáng. Từ xa nhìn lại, tựa như nối thẳng chân trời. Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hoàng, phát hiện Tiểu Hoàng trong con ngươi có cực mạnh nghiêm túc ý. Theo lý mà nói, Tiểu Hoàng thân thể huyết mạch có thể là tới từ thượng cổ, ở yêu thú phương diện có thể để cho nó nghiêm túc như vậy đối đãi cực kỳ chi thiếu. Mà trước mắt, hắn có thể cảm giác được Tiểu Hoàng đối mặt vật này sinh ra nguy hiểm ý. Chỗ này những máu kia linh tộc người hẳn tạm thời sẽ không tới, chỉ vì thế là người này lãnh địa,
nếu như không giải quyết tên này, chúng ta muốn đi ra ngoài đều rất khó khăn. Còn có ta từ người này trên mình cảm thấy thượng cổ huyết mạch, người này lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Nếu như đem ngươi xúc sinh này hàng phục, chí ít có thể nghiền ép ba vị đế tôn cảnh. Dù là ở huyết linh bí cảnh, những máu kia linh tộc cường giả muốn động ngươi, cũng không có tư cách. Tiểu hoàng lời nói đang lúc, một đạo lạnh như băng sắc bén bắn tới đây. Chính là vậy rắn khổng lồ thân. Nó ánh mắt vô cùng cái dùng mình, thậm chí để cho hư vương cảnh Diệp Lăng Thiên thân thể cơ hồ cứng ngắc. Suýt nữa đóng băng. Một bầy kiến hôi, nơi đây là ta Thạch Tôn chi địa, các ngươi có biết xông vào nơi đây là cái gì giá phải trả? Ta như muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Toàn bộ quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Một hồi đến từ bầu trời uy hiếp chi tiếng vang lên. Vô tận sóng âm trực tiếp đem Diệp thần trận pháp nổ. Không có trận pháp, Diệp Lăng Thiên trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Liền liền Diệp thần cũng là lui về phía sau mấy bước, thân thể huyết mạch tựa như bị đông cứng. Tiểu hoàng một hơi một tí, phát ra giống giận trầm thấp tiếng. Diệp thần nhìn một cái bên trong Mạc Ninh, giờ phút này Mạc Ninh có lẽ bị ảnh hưởng, diễn cảm rất là khó khăn xem. Hắn nếu đáp ứng cho Mạc Ninh mấy phút thời gian, tự nhiên muốn làm, tay hắn chỉ bắt pháp quyết, lần nữa bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi tản ra, lại là ngưng tụ chung quanh thiên địa linh khí, hình thành một đạo màu máu bình phong che chở. Màu máu bình phong che chở mơ hồ có chút tan vỡ dấu hiệu. Chống đỡ không được quá lâu. Thạch Tôn nhìn cửa động mấy người không có phản ứng chút nào, cười lạnh một tiếng, xem ra, các ngươi vẫn chưa hiểu ta ý nghĩa. Cũng tốt, trên người các ngươi hơi thở coi như không tệ, cái này huyết linh bí cảnh năng lượng đã không cách nào để cho ta đột phá, nhưng là như đem các ngươi chiếm đoạt, nhiều ít cũng là có thể để cho ta tu vi tăng tiến không thiếu. Dứt lời, Thạch Tôn chính là từ trên trời hạ xuống, gió lớn múa, quanh thân chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Quanh thân ánh sáng thậm chí uyển như lưỡi đao, nơi chạm đến chỗ, toàn bộ văng tung tóe, cây lớn lại là hóa là nghiền. Tiểu hoàng nhìn một cái Diệp thần, mở miệng nói, tên này, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của nó nhất định chính là một máy hủy diệt máy móc, ta thử một chút xem có thể hay không đối phó mấy phần, nếu như ta có thể đem đối phương hạn chế ở, ngươi sẽ ra tay. Nghe ta hiệu lệnh. Được. Diệp thần cả hai tay phân biệt nắm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm và Cửu U Thí Thiên Thương. Trên người huyết khí tràn ngập, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà tiểu hoàng nhưng là phát ra một hồi gầm thét, hướng Thạch Tôn xông ra ngoài. Người đối thủ là ta, mặc dù ta trạng thái bây giờ chỉ bất quá tiến hóa đến tầng thứ hai, không cách nào phát huy chân chính thượng cổ máu tươi lực, nhưng là ngươi muốn động ta, vậy không như vậy dễ dàng. Tiểu hoàng tựa như một đạo lôi điện thoáng qua, ngay tức thì liền là xuất hiện ở Thạch Tôn sau lưng. Móng vuốt sắc bén trực tiếp vạch qua Thạch Tôn thân thể, một đạo liệt ngân trực tiếp sanh thành. Thạch Tôn hiển nhiên không ngờ tới tiểu hoàng biết nói chuyện, thủ đoạn lại là như vậy kém không đủ. Nó rất nhanh tỉnh hồn lại, thân thể trên không trung giãy giụa, vậy tràn đầy bào trà lực lượng cái đuôi, hung hăng hướng tiểu hoàng đập tới. Tiểu hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi thân thể quá to lớn, đối phó loài người hoặc là khác hung thú có lẽ chỉ có dùng, nhưng là đối với ta lại nói, đây là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Nói xong. Tiểu hoàng vậy màu xanh con ngươi thả ra cuồng bạo thần lôi lực, nó lại là mượn thần lôi lực, bay ước chừng mấy chục mét cao, cuối cùng vững vàng rơi vào Thạch Tôn đỉnh đầu. Mặc dù ta không biết mạng ngươi cửa ở đó, nhưng là nếu như ngươi mất đi thị giác, tất nhiên sẽ rất thống khổ. Thạch Tôn nghe được tiểu hoàng nói tiếng nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn hất ra tiểu hoàng, nhưng phát hiện tiểu hoàng ở đỉnh đầu hắn tựa như Thái Sơn. Đồng thời, lưỡi đao sắc bén kia chi móng mang thần lôi lực, trực tiếp đâm về phía Thạch Tôn trong mắt. Lần rồi, một tiếng, Thạch Tôn trong mắt ngay tức thì tiệm nhiễm máu tươi. Máu tươi thậm chí rắc vào tiểu hoàng trên mình. À, Thạch Tôn tức giận gầm thét, thân thể bên trong lại là truyền tới cường đại lực phản chấn. Vậy mềm mại cái đuôi lại là hung hãn đập về phía đầu mình lô. Thạch Tôn muốn phải không tiếc bất cứ giá nào, bắt lại tiểu hoàng. Tiểu hoàng vốn định hủy diệt Thạch Tôn con mắt còn lại, nhưng là dưới mắt hiển nhiên không còn kịp rồi. Gió lớn cắn nuốt, nó biết không cách nào né tránh, chỉ có thể trợn to vậy chỉ màu đỏ con ngươi, một cổ quỷ dị lực lượng ở trong thân thể lan tràn.
Màu đỏ con ngươi bên trong phảng phất có chữ viết cổ xưa lại không ngừng lóe lên. Đinh! Thạch Tôn vậy dễ như bỡn lực cái đuôi lại treo ở tiểu hoàng trước mặt, không cách nào tiến về trước chút nào. Cố nhiên như vậy, tiểu hoàng thân thể cũng là đang run rẩy. Hắn màu đỏ con ngươi thả ra lực lượng, là thành lập ở hắn thực lực trên. Bây giờ không có tiến hóa thành cuối cùng hình thái, hiển nhiên không có tư cách. Nhưng là hết thảy các thứ này cử động, rơi vào Thạch Tôn trong mắt nhưng là hoàn toàn bị dọa. Nó biết nó lực lượng như thế nào, một kích này đủ để sánh bằng loài người đế tôn cảnh. Vậy hung thú căn bản không có tư cách ngăn cản. Nhưng là trước mắt vậy là cái gì tình huống? Nhỏ như vậy con kiến hôi lại có thể ngăn được một kích này. Liên liên Diệp Thần cũng bị kinh hãi, hình ảnh trước mắt quá rung động. Tiểu hoàng thân thể quá nhỏ, lại có thể dung chuyển như vậy tồn tại. Ngay tại lúc này, run rẩy tiểu hoàng mở miệng nói, chính là bây giờ, hắn ấn đường. Diệp Thần cái này mới tỉnh hồn lại, cũng không nói nhảm, cầm chặt cửu u thí thiên thương, bước chân đạp một cái, cả người hướng Thạch Tôn đi. Đô thị cực phẩm thần y. Hắn không dám xem thường, lại là thi triển ra Lâm Thanh Huyền phá thiên tam tuyệt thương. Không khí tựa như lúc này biến dạng. Cửu u thí thiên thương ở trong tay tựa như linh xà múa. Lại là vẽ ra một đạo cổ xưa phù văn. Dài thương phá vỡ phù văn. Ánh sáng hoàn toàn bùng nổ, chiếm đoạt thiên địa, như núi lửa phun ra. Tựa như liệt diễm cháy, tràn ngập cả thế giới. Diệp Thần thương ý lan tràn, dễ như bỡn lực lượng điên cuồng lan tràn. Dài thương ý lại hóa là vô số đạo sắc bén. Khí thế kinh khủng ngay tức thì bạo tăng, thần lôi, bất diệt lửa, hai đạo lực lượng bao quanh vậy hóa là vô số hàn quang thương ý, hướng Thạch Tôn ấn đường bao phủ đi. Thạch Tôn hiển nhiên cảm thấy không đúng, muốn thoát khỏi tiểu hoàng, nhưng là đã không kịp. Cửu u thí thiên thương bao phủ thương ý ngay tức thì rơi vào Thạch Tôn chỗ hiểm trên. Vậy u ám đá bao trùm miếng vảy trực tiếp phá vỡ, lại là vạch ra một vết thương. Máu tươi chảy như dòng nước, tiệm nhiễm liền Thạch Tôn toàn bộ đầu rắn. Loài người đáng chết, cho ta chết. Thạch Tôn truyền tới một tiếng kinh thiên gầm thét, khí tức trên người bỗng nhiên phóng thích, thân thể lại lần nữa tăng vọt. Thậm chí uyển như núi cao. Khí thế cường đại lại là đem tiểu hoàng đánh bay ra ngoài. Tiểu hoàng màu đỏ con người xuất hiện một tia huyết sắc. Thân thể trên không trung lột, cuối cùng hung hãn nện xuống đất. Một đạo hố sâu tạo thành. Một kích này, để cho tiểu hoàng thân thể yếu ớt rất nhiều hơn, đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì, vội vàng hướng Diệp Thần nói, cẩn thận. Nhưng là lúc đã chậm. Thạch Tôn dương ra giữ tợn miệng khổng lồ, trực tiếp hướng Diệp Thần đụng đi. Diệp Thần bước chân nhẹ một chút, muốn rời khỏi, cuồng bạo lực trực tiếp hạ xuống. Diệp Thần chỉ cảm thấy tiếng nổ nổ tung mở ra, vô tận đợt khí hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Hắn cả người xương cốt tựa như đều bị một cổ lực lượng đụng nát. Nếu như không phải là hắn tránh ra mấy phần, nếu như chịu đựng toàn bộ lực lượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chống cự dưới, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là hướng phía sau thụt lùi. Hiển nhiên không địch lại. Cũng may luyện thể hiệu quả vào giờ khắc này phát huy. Thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu hoàng đi tới Diệp Thần bên người, lại là đứng ở Diệp Thần trên bả vai, tiếp tục nói, tên này giống như là cốt sắt thiết cốt, muốn phá vỡ rất khó, chỉ có đầu mới có thể trọng thương, nhưng là dưới mắt, ta hủy diệt hắn ánh mắt, hoàn toàn chọc giận tên này, thân thể phiền toái hơn. Mạc Ninh còn cần bao lâu? Diệp Thần nhìn một cái hang núi, mở miệng nói, 2 phút. Tiểu hoàng do dự mấy giây, nói, được. Nhưng là còn dư lại sự việc có thể phải dựa vào ngươi, ta thân thể khỏe xem. Diệp Thần ngẩn ra, dựa vào mình. Có ý gì? Còn không có chờ tiểu hoàng nói xong, Diệp Thần chính là phát hiện tiểu hoàng mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại là ngã ở hắn trong ngực. Thậm chí phát ra ngáy khò khò lỗ thanh âm. Tiểu hoàng rốt cuộc lại ngủ. Trời à! Làm sao thời khắc mấu chốt lại tụt dây xích? Bây giờ muốn một mình hắn ngăn cản. Đối mặt Thạch Tôn, làm sao ngăn trở? Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu lại là truyền đến một đạo lạnh như băng gầm thét, con kiến hôi, chết. Người đồng bạn phỏng đoán vậy không giúp được ngươi, nho nhỏ loài người, lại vẫn dám khiêu khích ta Thạch Tôn. Buồn cười,
Thạch Tôn trong mắt rét lạnh, hắn đối với tiểu hoàng vậy màu đỏ con người có chút sợ hãi. Bây giờ tiểu hoàng uy hiếp giải trừ, đối mặt Diệp Thần, nó có tuyệt đối tư cách nắm giữ. Nó muốn hoàn toàn nghiền ép loại này loài người hèn mọn. Thạch Tôn từ trên trời hạ xuống, lần này không có đụng Diệp Thần, mà là chui vào dưới chân đất đai biến mất không gặp. Mấy giây sau đó, mặt đất chấn động, Diệp Thần dưới chân hết thảy trực tiếp bị vén lên, Thạch Tôn dương ra miệng to, muốn cầm Diệp Thần chiếm đoạt. Cho ta cút! Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, tới! Không có tiểu hoàng, Diệp Thần tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết. Kiếm ý và thương ý đồng thời phóng thích. Linh phù chi đạo, thần lôi, bất diệt lửa, thậm chí còn ma khí toàn bộ cuộn sạch. Kiếm khí ngang dọc, liệt diễm cuồn cuộn. Thương ý chiếm đoạt, tựa như ma long. Diệp Thần chưa bao giờ đồng thời thi triển qua cái này hai tôn thần binh, hiện đang thi triển, ngay tức thì hình thành vạn đạo kiếm khí và thương ý. Tựa như mưa to gió dữ giống vậy hướng Thạch Tôn đi. Vô số đạo lực lượng điên cuồng đập rơi vào Thạch Tôn trên mình, mặt ngoài đá vỡ vụn mấy phần. Những lực lượng này đủ để cho rất nhiều hơn yêu thú hóa là một vũng máu tươi, nhưng là đối mặt Thạch Tôn, nhưng là căn bản không gây thương tổn được. Thậm chí Thạch Tôn vẫn do kiếm khí và thương ý đập trên người. Lực lượng này, có thể ở một con kiến hôi lên bùng nổ, đã coi là không tệ, nhưng là người đối mặt là ta, hèn mọn người, chết đi cho ta. Thạch Tôn dương ra miệng to, vô số đá lớn nhập vào xuất ra ra. Thậm chí mỗi một viên đá lớn đều là ánh lửa lượn lờ. Tựa như vẫn thạch đập xuống. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cửu u thí thiên thương ở giữa không trung vẽ ra một đạo độ cong, hình thành một đạo đỏ thẫm bình phong che chở. Bình phong che chở vốn định ngăn trở, nhưng là tại chỗ vỡ vụn. Cửu u thí thiên thương cũng là tránh thoát Diệp Thần lòng bàn tay, một cái lộn, vững vàng cắm ở trên mặt đất. To lớn lực phản chấn, để cho Diệp Thần huyết khí trong cơ thể phun trào. Khó chịu đến mức tận cùng. Diệp Thần rơi ở trên mặt đất, sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Thạch Tôn cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Diệp Thần cơ hội phản kháng, phát ra một tiếng tựa như biến dạng không khí thanh âm, lần nữa hướng Diệp Thần đi. Con kiến hôi, chỉ bằng ngươi thực lực còn muốn dung chuyển ta. Ngươi có biết ta ở chỗ này sinh tồn bao lâu, nơi này bí cảnh bị khai thiên tích địa lúc đó, chính là ta ra đời ban đầu, ta từ một đầu con rắn nhỏ hấp thu nơi này máu linh khí, dung hợp nham thạch khu, ta bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Cái này há là ngươi cái này chờ vô danh tiểu bối tùy tùy tiện tiện có thể dung chuyển. Ta ở chỗ này không biết sống sót nhiều ít năm, mà ngươi cái này hèn mọn con kiến hôi chỉ bất quá hấp thu 20 năm linh khí, ngươi như vậy tồn tại. Giết và bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Một tiếng gầm lên dưới, Thạch Tôn liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hắn vậy đầy là đá miếng vải thậm chí tránh thoát thân thể, hóa là từng cây một kim thép bắn về phía Diệp Thần. Rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Loài người hèn mọn, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được tuyệt vọng, cảnh giới của ngươi quá thấp, vẻn vẹn chỉ đủ ta nhét kẽ răng mà thôi. Ta biết trong sơn động tồn tại, mới đủ ta hấp thu. Chờ giải quyết ngươi, ta lại đạp bằng hang núi. Giờ khắc này, Thạch Tôn tựa như nắm trong tay hết thảy. Nó ở nơi này huyết linh bí cảnh trong ra đời, nó so người bất kỳ cũng rõ ràng nơi này quy tắc, nó mỗi một cái cử động đều là gián hợp trong bí cảnh lực lượng quy tắc. Diệp Thần nhìn vậy rậm rạp chằng chịt sát ý cuộn sạch mở ra, cố không được quá nhiều, cố nén vết thương trên người đau. Hắn muốn kêu gọi cửu u thí thiên thương, nhưng không có cơ hội. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông. Hôm nay Diệp Thần, lần nữa sử dụng Trần Thiên Lê một kiếm này, khí thế kinh người. Một kiếm ra, hóa là vạn đạo kiếm ý, tựa như mưa sao rơi vậy. Thiên địa động lại, kiếm ý tự thành lãnh vực. Vô số kiếm ý thời gian đảo mắt và Thạch Tôn sát ý đụng vào nhau. Tiếng nổ thật to vang khắp. Bụi đất vang lên vạn trượng. Che khuất bầu trời, đô thị cực phẩm thần y. Đồng thời, Diệp Thần cảm giác được cái gì, trong tay Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm muốn là Diệp Thần đánh một trận. Tổn thương chủ nhân người, phải giết. Cửu U Thí Thiên Thương cố nhiên so Trảm Long Vấn Thiên Kiếm phẩm cấp cao hơn, nhưng là nếu bàn về độ phù hợp cùng với trung thành trình độ,
không có vũ khí có thể cùng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm sánh bằng. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bay vào bụi đất bên trong, biến mất không gặp. Diệp Thần muốn đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bắt hồi, nhưng phát hiện căn bản không thể nào. Cố nhiên Trảm Long Kiếm mạnh mẽ, đối mặt loại này cự thú cũng là không có phản kháng quyền lợi à. Thậm chí có thể sẽ xảy ra chuyện. Xé kéo. Một khắc sau, Thạch Tôn nhưng là phát ra một trận phẫn nộ gầm thét tiếng. Thanh âm chấn động thiên địa. Vô số đợt khí lăn lộn, vậy che phủ tầm mắt bụi mù trực tiếp biến mất. Diệp Thần tầm mắt rõ ràng, chính là thấy được Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ở Thạch Tôn quanh thân lượn lờ. Mỗi nhất kích đều là mang lực lượng mạnh nhất chém vào Thạch Tôn trên mình. Chỉ nghe gặp kim thiết giao minh tiếng. Nhưng là nhưng không có chút nào tổn thương. Một thú một kiếm không ngừng đụng chạm. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm khiêu khích hoàn toàn chọc giận Thạch Tôn. Thạch Tôn thân thể dao động, sát ý tựa như ngút trời thế chiếm đoạt hết thảy. Cuối cùng dương ra miệng to trực tiếp đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm nuốt vào. Diệp Thần sắc mặt không đúng, chỉ có một tia liên lạc vậy đột nhiên biến mất. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, từ Ninh Ba đến tỉnh Chiết Giang, rồi đến Kinh Thành, thậm chí còn bây giờ Côn Lôn Hư, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm tựa như một người đồng bạn và hắn sóng vai tác chiến. Bây giờ đột nhiên mất đi liên lạc, Diệp Thần tâm thần căng thẳng. Thạch Tôn nhìn Diệp Thần dáng vẻ, giễu cợt nói, con kiến hôi, người không biết thật cảm thấy một thanh kiếm có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì đi, thật là buồn cười. Bây giờ liền kiếm ngươi cũng trở thành ta thức ăn, không biết loại tâm tình này như thế nào. Lời nói vừa dứt hạ, Thạch Tôn nụ cười chẳng biết tại sao đột nhiên cứng ngắc. Hắn chợt cúi đầu xuống, nhưng là phát hiện mình cổ trở xuống lại sinh ra một vết thương. Một đạo thật nhỏ vết máu rất miễn cưỡng ra. Rồi sau đó, một thanh kiếm trực tiếp từ vết máu trong bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thạch Tôn thấy cái này vết kiếm, căn bản không tưởng tượng nổi như vậy loài người hèn mọn linh kiếm lại có thể phá ra nó thân thể. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, nhưng là phát hiện Trảm Long Vấn Thiên Kiếm lên lại bao quanh một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang. Cực kỳ quỷ dị. Đây là luân hồi ánh sáng. Diệp Thần thấy Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bay ra, thở ra một hơi. Luân hồi ánh sáng. Hắn tự nhiên vậy chú ý tới Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên người ánh sáng. Cái này không giống với Côn Lôn Hư bất kỳ một đạo lực lượng. Nếu quả thật phải nói xem, ngược lại là và luân hồi mộ địa trong trăm tọa mộ bia ở giữa năng lượng có chút đến gần. Chẳng lẽ cái này cái gọi là luân hồi ánh sáng và luân hồi mộ địa có liên quan? Dẫu sao Trảm Long Vấn Thiên Kiếm một mực nhét vào luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, muốn đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm thu hồi lại, nhưng phát hiện hai người bây giờ vẫn không có liên lạc. Hắn chú ý tới Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên người luân hồi ánh sáng dần dần biến mất, thân kiếm vô cùng ảm đạm, tựa như mất đi sức sống. Diệp Thần vội vàng vận chuyển chân khí, đem lực lượng tác dụng với hai chân trên. Cả người vượt qua là mười mấy mét cao. Vừa định cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, một đạo sức lực gió tấn công tới. Chỉ gặp Thạch Tôn cái đuôi dẫn đầu xuất hiện ở Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trước mặt, cái đuôi cuốn lên, vô số đá lớn bay ra, trực tiếp đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bọc. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm tựa như bị phong ấn ở một tảng đá lớn bên trong. Thạch Tôn biết bây giờ Trảm Long Vấn Thiên Kiếm không có bất kỳ uy hiếp, liền trực tiếp một hớp nuốt vào. Một giây kế tiếp, chính là hướng Diệp Thần phóng tới. Ở nó xem ra, hết thảy đầu sỏ đều là Diệp Thần. Thằng nhóc này hẳn phải chết. Ngay tại nó cấp tốc đến gần Diệp Thần thời điểm, hang núi bên trong xuất hiện một đạo thông thiên trùm tia sáng. Một cổ cực kỳ ưu việt hơi thở xông lên trời. Sau đó một tiệc áo đỏ thiếu nữ trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. 3 phút thời gian đến. Chính là yêu thú, lại dám đối với mộ chủ ra tay, tự tìm cái chết. Mạc Ninh hừ lạnh một tiếng, chu vi 5 km tựa như đóng băng. Trên bầu trời xuất hiện từng cơn hoa tuyết. Rồi sau đó, Mạc Ninh cổ tay run một cái, lòng bàn tay lại bay ra một chuôi băng hàn kiếm, hướng Diệp Thần bắn tới. Rào! Sắc bén chợt lóe lên, kiếm khí ngang dọc thiên hạ. Lau một cái xương máu, tựa hồ nhiễm đỏ chân trời vương hà. Thạch Tôn thân hình lảo đảo một cái. Lần này,
chút nào không phòng bị dưới, đụng phải phi kiếm tập kích, mắt thường có thể thấy được, Thạch Tôn né người ra thịt bị hoàn toàn xé ra. Một đạo dữ tợn vết thương phơi bày, đỏ thẫm máu tươi, như suối phun sông ra. Hống! To lớn đau đớn, để cho đá này Tôn phát ra một hồi rên rỉ. Nó tự nhiên ý thức được thiếu nữ áo đỏ đáng sợ, sâu đậm nhìn lướt qua thiếu nữ áo đỏ, chính là chuẩn bị rút lui. Nếu như không có bị thương, nó có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng là bây giờ căn bản không có thể. Mạc Ninh trên cao nhìn xuống nhìn Thạch Tôn phải đi, cười lạnh một tiếng, muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Tường băng tuyệt thế. Nàng ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng bắt pháp quyết, mặt đất chấn động, trong không khí giọt nước lại là không ngừng hội tụ, bốn phương tám hướng lại hình thành từng ngọn tường băng. Phong bế Thạch Tôn đường đi. Tường băng lại là không ngừng tụ lại, hung hãn hướng Thạch Tôn đè đi. Mạc Ninh từ trên trời cao rơi xuống, trong tay băng kiếm tựa như hóa là trăm trượng, ngang trời đánh xuống. Bây giờ nàng ở đế tôn trên, nàng ở luân hồi mộ địa và trăm vị đại năng tiếp xúc. Đối với võ học lĩnh ngộ vượt xa hết thảy. Trừ phi những cái kia đế tôn cảnh trong hậu kỳ cường giả, người bình thường muốn dung chuyển, tuyệt không thể nào. Xé kéo. Ở Thạch Tôn sợ trong mắt bên trong, kiếm ý trực tiếp chém ở Thạch Tôn cái đuôi trên. Bên ngoài thân đá trực tiếp hóa là bột. Kiếm ý kéo dài, máu thịt mơ hồ. Một cái đuôi trực tiếp bị chém đứt. Thạch Tôn phát ra một tiếng kêu gào, lại cũng không đoái hoài tới hết thảy. Dương ra miệng to, khạc ra một khối màu xanh linh thạch. Linh thạch nổ tung, cuồng bạo năng lượng hướng Mạc Ninh cuộn sạch đi. Mạc Ninh ngẩn ra, kinh ngạc nói, huyết linh tộc đồ. Ngươi tại sao có thể có? Ở Mạc Ninh thất thần đang lúc, Thạch Tôn kéo động nó vậy to lớn tràn đầy máu tươi phần đuôi, chui vào lòng đất. Mắt xem thì phải không có vào, Diệp Thần một bước bước ra, năm ngón tay bắt được Thạch Tôn thân thể. Giống vậy tiến vào lòng đất. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm vẫn còn ở Thạch Tôn trong bụng, hắn tự nhiên không thể nào để cho tên này dễ dàng rời đi. Mộ chủ. Mạc Ninh thoát khỏi trước mặt thanh quang, rơi trên mặt đất, nhưng là phát hiện trên đất trừ một vũng máu tươi, đừng không khác. Mộ chủ hòa bị thương Thạch Tôn đều biến mất. Đáng chết. Mạc Ninh đồ đỏ trôi giạt, quanh thân cuộn sạch ra cực mạnh khí thế, theo mặt đất hố sâu cuối cùng đi tới một chỗ vách đá bên bờ. Nàng nhìn cơ hồ vạn thước trên không, còn người nghiêm túc, xem ra Thạch Tôn yêu thú này đem mộ chủ dẫn tới vách đá dưới, vách đá chung quanh có một đạo thượng cổ trận pháp, ta không quen thuộc, tùy tiện phá vỡ tất nhiên hại mộ chủ. Chỉ có thể ở chỗ này chờ, vậy Thạch Tôn như vậy trọng thương muốn uy hiếp mộ chủ hẳn không có thể, đây có lẽ là mộ chủ ở huyết linh bí cảnh một nơi cơ duyên. Vách đá dưới. Diệp Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn cảm giác đầu có chút đau. Toàn thân cao thấp xương thật giống như dã rời vậy. Hắn mơ hồ nhớ Thạch Tôn từ vách đá dưới rơi xuống, hắn thân thể lướt qua vách đá núi cao chót vót không ngừng trượt xuống. Nếu như không phải là hắn luyện thể mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần hít thở sâu một hơi, cảm thụ một chút cùng luân hồi mộ địa liên lạc. Hết thảy vẫn còn ở. Tiểu Hoàng cũng ở đây luân hồi mộ địa ngủ rất cảm giác. Trừ thương thế trở ra. Không tính là quá tệ cao. Không đúng, còn có Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Diệp Thần con người có giúp một cái, vận chuyển chân khí, chợt đứng lên. Hắn lúc này mới nhớ tới xuống mục đích. Hắn thậm chí liền đan dược cũng không có ăn vào, trực tiếp đảo mắt nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Cỏ dại mọc tùm, linh khí lượn lờ. Vô số đá lớn tán lạc ở chung quanh, còn mang một tia máu tươi. Tất nhiên đến từ Thạch Tôn. Chỉ tiếc, Thạch Tôn sớm đã không có bóng dáng. Trên mặt đất có một cái rất dài vết máu, Thạch Tôn trọng thương, hẳn không đi được quá xa. Diệp Thần rồi mới từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít đan dược, vừa định ăn vào, dư quang nhưng là chú ý tới cái gì, cấp tốc hướng một phương hướng đi. Chân hắn bước rất mau dừng lại, con người lộ ra khiếp sợ, bởi vì trước mặt là một mẫu ruộng linh dược. Nơi này linh thảo cực kỳ hiếm thấy, linh khí bức người. Thậm chí không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc giá trị. Một khi dùng những thảo dược này luyện chế đan dược, hiệu quả kinh người. Mấu chốt như vậy đất hoang vu tại sao có thể có những thứ này? Như vậy sắp hàng chỉnh tề, căn bản không giống như là hoang dại, càng giống như là người là.
Còn như thạch tôn loại này yêu thú, tự nhiên không thể nào. Chẳng lẽ dưới vách đá còn có những người khác? Diệp Thần trong lòng nghĩ tới chỉ có hai loại có thể, một cái là Hàn gia lão tổ, vị kia trải qua thượng cổ đại chiến Hàn Vân. Một loại khác có thể chính là huyết linh tộc mấy vị kia ông già. Bất kể là ai, Diệp Thần vậy không quan tâm. Hắn đối với Hàn gia và huyết linh tộc vị kia cũng không việc gì kính ý, nếu như không phải là luân hồi mộ địa đại năng yêu cầu, hắn mới có thể hay không tiến vào cái địa phương quỷ quái này. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần liền bắt đầu đem những linh thảo này toàn bộ thận trọng tháo xuống, lại là bỏ vào luân hồi mộ địa. Hắn dám khẳng định, trước mặt những dược liệu này, bất kỳ một bụi vứt xuống Côn Lôn hư hội đấu giá, chính là giá trị liên thành tồn tại. Nhặt được bảo, ước chừng 10 phút, Diệp Thần liền đem một nửa dược liệu cuộn sạch sẽ, thậm chí chuẩn bị tìm thời gian luyện chế một ít thượng cổ đan dược. Hắn bây giờ thành tựu hư cấp đan sư. Nếu như phối hợp những dược liệu này, luyện chế thượng cổ đan dược, đối với sau này chiến đấu trăm lợi mà không một hại. Ngay tại Diệp Thần hái điên cuồng đang lúc, sau lưng nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo tức giận tiếng. Ngươi là ai? Tại sao phải trộm nhà ta dược liệu? Diệp Thần thân thể vào giờ khắc này hoàn toàn cứng ngắc. Trộm! Những dược liệu này có chủ. Mấu chốt đây tựa hồ là một giọng bé gái. Cái này huyết linh bí cảnh còn ở những người khác. Trời ạ! Diệp Thần xoay người, chính là thấy một cái cô gái đổ vàng. Thiếu nữ nhìn như 17-18 tuổi, con người linh động, khác có một cổ động lòng người khí vận. Một đôi tiêm tay chỉ hắn, hạo ra như ngọc, chiếu sóng xanh, liền như trong suốt vậy. Thiếu nữ đôi mày liễu như cong tháng, hai đàm hoàng đồng tựa như tinh thần. Mũi quỳnh xinh đẹp tựa như thanh tháng. Môi đỏ chứa chu thi đấu anh đào. Hỏi ngươi nói đâu, ngươi một người đàn ông không xấu hổ, tại sao phải trộm nhà ta dược liệu, nếu như không phải là ta nghe được động tĩnh, phỏng đoán đều bị ngươi lấy xong rồi, nhanh lên giao ra. Nếu như bị sư phụ biết, đầu ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Thiếu nữ cố nhiên uy hiếp, thậm chí nghe dậy thanh âm còn có chút tức giận. Nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được đối phương lời nói có lòng tốt và tò mò. Giống như lại đối mặt một cái từ bên ngoài đến loài vậy. Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Còn nữa, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nơi này đã nhiều năm không có tới người, 1000 năm. Vẫn là lâu hơn. Thiếu nữ cau mày, tựa hồ ở đếm cái gì? Diệp Thần buông xuống thủ hạ mới vừa hái được bộ phận kia thảo dược, chắp tay, chân thực ngại quá, ta lấy là nơi này là thiên nhiên sinh trưởng. Nếu như xúc phạm, ta nguyện ý bồi thường. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, những thứ này đều là ta vất vả trùng lên, ngươi cũng biến thành như vậy, thường thế nào, ta buổi tối làm thức ăn gì? Làm thức ăn? Diệp Thần thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu. Những thứ này giá trị liên thành thảo dược dùng để làm thức ăn, đây cũng quá phí của trời đi. Mấu chốt loại vật này cũng không nhập vị à, có chút mùi vị thậm chí có thể nói là cổ quái. Vì xác định thiếu nữ thân phận, Diệp Thần hay là hỏi, không biết sư phụ ngươi nhưng mà họ Hàn. Thiếu nữ tựa hồ rất là đơn thuần, lắc đầu một cái, ta sư phụ mới không họ cái này đây. Huyết linh tộc, Diệp Thần lại hỏi. Thiếu nữ nghe được huyết linh tộc cái này ba chữ, nguyên bản đơn thuần diễn cảm, ngay tức thì biến thành sát ý, trong tay rút ra một chuôi nhỏ kiếm, trực tiếp hướng Diệp Thần tới. Ngươi nhưng mà huyết linh tộc những tên bại hoại kia, nếu như không phải là các ngươi. Chúng ta cũng sẽ không vĩnh cửu khốn nơi này, sư phụ nói, thấy huyết linh tộc, hoặc là chạy, hoặc là giết. Diệp Thần nhìn thiếu nữ nhỏ kiếm, không có bất kỳ né tránh, năm ngón tay giương ra, trực tiếp cầm nhỏ kiếm. Hắn cố nhiên bị thương, nhưng là thiếu nữ tu vi một mắt liền nhìn ra, liền thánh vương cảnh cũng không có. Thiếu nữ gặp kiếm trong tay bị cầm, thẹn quá thành giận, mới vừa muốn động thủ, Diệp Thần liền buông lỏng tay, giải thích. Vị cô nương này, ngươi hiểu lầm, ta không phải tới từ huyết linh tộc, ta và huyết linh tộc cũng chết địch, xuất hiện ở nơi này cũng coi là bị huyết linh tộc bắt buộc. Thiếu nữ dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ Diệp Thần mấy giây, cuối cùng đem kiếm thu hồi, thật giống như huyết linh tộc đều là lão đầu, ngươi căn cốt mới 20 hơn tuổi, quả thật không thể nào, còn có trên mình ngươi phàm là cây, những tên đáng ghét kia cũng không biết thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng cố nhiên không nói, nhưng là chỉ ít xác định một chuyện.
trừ Hàn gia lão tổ và huyết linh tộc trở ra, cái này huyết linh bí cảnh hẳn còn có những người khác. Thiếu nữ trước mắt hẳn không có địch ý, thậm chí có chút ngốc manh, tình thương tương đối thấp, sợ rằng hồi lâu không có cùng người tiếp xúc. Thiếu nữ nhìn một cái những dược liệu kia, thúc giục, ta biết trên mình ngươi có không gian cất đồ, mau đưa dược liệu trả cho ta. Nếu không ta liền nói cho sư phụ đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, mình hành vi quả thật coi là trộm, nhưng là dược liệu một khi rút ra, liền mất đi hoạt tính, không thể nào lại trồng xuống. Luân hồi mộ địa đặc thù, có thể chứa dược liệu, để cho dược liệu giữ nhất mới mẻ trạng thái, nếu như lấy ra, những dược liệu này giá trị sẽ gặp giảm bớt nhiều. Thiếu nữ là dùng để làm xong cơm, không biết cầm ngoại giới đồ trao đổi như thế nào. Diệp Thần không do dự nữa, nói, vị cô nương này, nếu không ta bồi ngươi một ít thứ đi, dược liệu đã mất đi hoạt tính, lấy ra chỉ biết bất lợi, còn nữa, những dược liệu này liền làm ta thiếu ngươi một cái ân huệ như thế nào, sau này ngươi có thể để cho ta làm bất kỳ ba sự kiện. Nói xong, Diệp Thần chính là lấy ra một ít hoa hạ thức ăn. Bởi vì Kỳ Lâm yêu cầu, hắn luân hồi mộ địa trong đống cơ hồ một ngọn núi đồ. Thiếu nữ nhìn trước mặt thức ăn, đôi mi thanh tú một nhăn mày, có chút cảnh giác, hoặc giả là từ tò mò, cầm lên một chai đồ uống. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần tạm thời bây giờ không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói, người uống một hớp thì biết, vật này là chúng ta nơi đó đặc sản. Thiếu nữ do dự mấy giây, bởi vì không biết như thế nào mở ra, trực tiếp nhỏ kiếm chém một cái, chính là phá vỡ nhựa bình. Sau đó, lấy ra một cây ngân châm tiến hành thử độc, xác định không độc sau đó, chính là nhấp một miếng. Rất nhanh, trong mắt xuất hiện mừng rỡ và kích động, lại là uống mấy hớp. Hàng năm ở chỗ này, lấy dược liệu và linh thảo làm thức ăn, nếm được hoa hạ một ít thứ, tự nhiên kinh là trời vật. Dẫu sao Côn Lôn hư người chỉ biết là tu luyện, mà người bên ngoài không hiểu tu luyện, chỉ có thể đem mắt tiêu đặt ở chế tạo thức ăn ngon lên. Cái đó, vật này là như thế nào để luyện? Chẳng lẽ là sư phụ nói thánh thủy? Diệp Thần thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì làm thức ăn quan hệ, Diệp Thần ngược lại là và thiếu nữ quen thuộc mấy phần. Vật này ngươi còn có nhiều ít, ngươi cầm đi ta dược liệu. Đây chính là chúng ta tốt mấy tháng thức ăn, liền những thứ này đổi, không có lợi lắm. Diệp Thần biết rõ là mình lượm tiện nghi, chính là lấy ra một cái dương lớn cho thiếu nữ. Thiếu nữ thấy dương lớn, hô hấp tựa như cũng dồn dập, ngón tay nhẹ một chút, cái dương chính là biến mất, hiển nhiên là thu vào không gian cất đồ. Đã như vậy, người ta bây giờ liền tất cả không thiếu nợ nhau, những dược liệu kia ta cũng không cần, dẫu sao ta không chỉ chỗ này ruộng thuốc. Người nơi nào tới trở về đi đâu đi, còn như vậy ba cái điều kiện, ta không lạ gì, chỉ như vậy. Thiếu nữ rất sợ Diệp Thần trở quẻ, xoay người, chính là bước nhanh hướng chỗ sâu đi. Diệp Thần tự nhiên không thể nào để cho đối phương rời đi, dẫu sao cô gái này là Diệp Thần ở chỗ này duy nhất người quen biết. Muốn tìm được Thạch Tôn, đối phương nhất định có đầu mối. Cô nương, chờ một chút. Diệp Thần lời nói vừa dứt. Thiếu nữ chính là xoay người, khá là địch ý nói, ngươi chẳng lẽ là muốn trở quẻ. Sư phụ nói, một khi giao dịch thành công, liền không thể tái biến quẻ, nếu không thì là vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói thẳng, vị cô nương này, ta kêu Diệp Thần, ta là bất ngờ tới nơi này, ta đối với chỗ này không quen. Mang ta tới nơi này là một đầu kêu Thạch Tôn yêu thú, trên người nó mọc đầy đá lớn, mặt ngoài miếng vảy cũng là đá. Thân hình khổng lồ, không biết cô nương có hay không gặp qua. Thiếu nữ thở ra một hơi, chán giãn ra, nói, ngươi nói vật kia, ta biết, đi bắc đi đại khái 5.000 bước, liền có thể thấy một nơi hang động, huyệt động kia chính là yêu thú này chỗ ở. Chỉ bất quá yêu thú này thật giống như bị thương, ta lúc tới thấy trên người nó đang chảy máu, phỏng đoán sẽ nổi điên. Diệp Thần con ngươi vui mừng, cũng không để ý thiếu nữ, chính là bước nhanh hướng phía bắc đi. Đối với Diệp Thần mà nói, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm mới là dưới mắt mấu chốt. Này, người đi tìm tên kia làm gì? Sư phụ cũng không để cho ta đến gần tên kia, ta nhiều năm như vậy cũng không dám và tên kia chạm mặt, người ngược lại tốt, trực tiếp đi tìm nó. Diệp Thần căn bản không có để ý tới, thiếu nữ nhìn một cái Diệp Thần hình bóng, suy tư mấy giây, vẫn là đi theo lên.
5 phút sau đó, Diệp Thần chính là thấy được thiếu nữ nói hang núi. Cửa hang bề ngoài có từng đạo đá lớn đường vân. Đường vân phong cách cổ xưa, phảng phất là tới từ thượng cổ dấu vết. Động búng máu tươi đầm đìa, thậm chí bên trong truyền đến từng đạo gầm thét tiếng. Diệp Thần con ngươi híp lại, đem mới vừa rồi hái thảo dược lấy ra mấy bụi, trực tiếp ăn vào. Hắn quanh thân hiện lên một tia ánh sáng màu vàng, thân thể thương thế khôi phục cực nhanh. Sau đó, hắn chính là lấy ra cửu u thí thiên thương, hướng cửa hang chỗ sâu đi. Ai? Một đạo gầm thét vang lên, bên trong động bóng tối, xuất hiện một đôi lạnh như băng ánh mắt, bắn thẳng đến Diệp Thần. Chính là Thạch Tôn. Diệp Thần cảm giác mình hô hấp đã tăng nhanh. Bất quá hắn có thể cảm nhận được Thạch Tôn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí ngay cả động đều là xa cầu. Tiểu súc sinh, lại là ngươi, đây là ta động phủ, ngươi là như thế nào tìm được? Thạch Tôn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần trong tay cửu u thí thiên thương chính là mang một đạo lạnh như băng hàn mang và thần lôi độ cong bắn ra. Trạng thái suy yếu Thạch Tôn, thân thể ngay tức thì biến dạng ra một vết thương. Ngươi cái này loài người hèn mọn, lại dám tổn thương ta. Chờ ta khôi phục, ta định đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Tức giận gầm thét vang lên lần nữa. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ căn bản không có tư cách phản kháng. Ngươi mặt ngoài thân thể lưu động màu máu khí lưu hiện đang chữa ngươi thân thể, nhưng là một khi phá hoại, không biết sẽ có hiệu quả gì, nói thật, ta thật thật tò mò. Thạch Tôn nghe được Diệp Thần những lời này, trong mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta huyết mạch và thân thể đặc thù, ngươi không giết chết ta. Diệp Thần nhìn lướt qua chung quanh, lạnh lùng nói, ta kiếm đâu? Thạch Tôn liếc một cái Diệp Thần, tuyệt đối không nghĩ tới, tên này lại vì một thanh kiếm truy đuổi xuống vách đá. Người điên không được. Hắn đầu sộ há miệng một cái, một khối mực đen nham thạch trực tiếp khạc ra. Nham thạch lại là vỡ vụn, ảm đạm chảm long vấn thiên kiếm trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần con người vui mừng, năm ngón tay nắm chặt, chảm long vấn thiên kiếm liền là xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được một tia yếu ớt liên lạc, mặc dù tìm được, nhưng là chảm long vấn thiên kiếm tổn thương. Ngô tức, thời gian ngắn muốn sử dụng căn bản không có thể. Cũng may Diệp Thần tinh thông đúc kiếm, chỉ cần cho hắn đầy đủ vật liệu, tu bổ không tính là quá khó khăn. Bây giờ ngươi đổ lấy được rồi, có thể rời đi đi. Nếu như ngươi muốn giết ta, không ngại thử một chút, bất quá ngươi nghĩ rõ ràng giá phải trả. Diệp Thần đem chảm long vấn thiên kiếm thu cất, mới vừa muốn nói chuyện, một giọng nói nhưng là từ luân hồi mộ địa trong truyền tới. Bên trái có một nơi ngăn bí mật, mở ra. Diệp Thần ngẩn ra, đây là huyết thất dạ thanh âm, hắn thấy có lạ hay không? Hắn hướng bên trái vách tường đi tới, gõ mấy cái, quả nhiên phát hiện một nơi ngăn bí mật. Ngăn bí mật trực tiếp mở ra, Thạch Tôn diễn cảm hoàn toàn dữ tợn, trong lòng tựa như tung lên sóng gió kinh hoàng. Ngươi phải làm gì, ngươi làm sao biết chỗ này? Hắn nhớ tới thân phản kháng, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Diệp Thần không để ý đến, đưa tay ra đem ngăn bí mật bên trong đồ bắt ở lòng bàn tay. Đây là một cái long lanh trong suốt bầu hồ lô, bề ngoài có đường vân, không giống như là người là luyện chế. Cho Diệp Thần cảm giác giống như thiên nhiên tạo thành vậy. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần hỏi huyết thất dạ nói. Lần này huyết thất dạ ngược lại là trả lời mau. Thằng nhóc, đây có thể là đồ tốt, không chỉ có thể tu bổ ngươi thương thế, hơn nữa đối với ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt không nhỏ. Vật này lại kêu thạch linh hồ, những thứ này thạch linh hồ nhưng mà đi qua vạn năm năm tháng thúc dục phát, tập hợp thiên địa tinh hoa thai nghén ra. Đây là thiên địa báu vật. Không kém chút nào một ít cường đại đan dược. Như vậy thạch linh hồ, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ sẽ để cho người tranh bể đầu. Thậm chí ta có thể nói, thạch linh hồ giá trị so ngươi vậy ở bên ngoài lấy được tất cả thảo dược còn muốn quý trọng. Nếu như ngươi không tin, có thể mở ra bầu hồ lô uống một hớp, ngươi liền có thể rõ ràng ta nói. Diệp Thần đối với thạch linh hồ cũng không được rõ, nhưng là huyết thất dạ như vậy lời nói, nhất định không sai được. Hắn không do dự nữa, mở ra thạch linh hồ nắp, vừa mới chuẩn bị uống một hớp, một đạo xinh đẹp ảnh liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đá này linh hồ ngươi không thể uống, muôn ngàn lần không thể.
xinh đẹp ảnh bắt được Thạch Linh Hồ, trong mắt cực kỳ lạnh như băng. Chính là bên ngoài gặp cô gái kia. 13. Diệp Thần nhìn thiếu nữ trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao tới? Mấu chốt Diệp Thần từ đầu tới cuối không có phát hiện đối phương xuất hiện ở bên người. Quá quỷ dị. Diệp Thần bây giờ thực lực chân chính xa không dứt Thánh Vương cảnh như thế đơn giản, mà thiếu nữ cảnh giới không cao, theo lý mà nói, chỉ cần thiếu nữ đến gần Diệp Thần 100 mét trong khoảng, hắn cũng có thể phát hiện. Nhưng là hôm nay nhưng là đột nhiên xuất hiện, duy nhất có thể chính là thiếu nữ trên người có che đậy hơi thở bảo vật. Vật này, người không thể ăn vào, bên trong năng lượng quá mức cuồng bạo, sư phụ nói qua đế tôn cảnh cường giả cũng không nhất định có tư cách chịu đựng. Càng không cần phải nói ngươi. Sư tỷ ta năm đó chính là phát hiện loại vật này, bất ngờ ăn vào, sư phụ dùng hết thủ đoạn vẫn không thể nào đem nàng cứu về, ta không muốn ngươi vậy đi lên con đường này. Thiếu nữ nháy mắt, vô cùng đơn thuần, diễn cảm thậm chí có chút nghiêm túc. Diệp Thần biết đối phương không có nói láo, hắn đối với thiếu nữ còn có chút hảo cảm, chỉ tiếc, loại người này chỉ thích hợp cái này huyết linh bí cảnh. Một khi ra huyết linh bí cảnh, Côn Lôn hư những cái kia lục đục với nhau đủ để hại chết cái cô gái này. Hắn không có câu trả lời thiếu nữ, mà là hỏi hướng luân hồi mộ địa huyết thất dạ, tiền bối, vật này thật như vậy liệt tính, ta có thể ăn vào sao? Huyết thất dạ cười lạnh một tiếng, vậy đế tôn cảnh ăn vào, tất nhiên không cách nào chịu đựng, nhưng là ngươi sao, quả thật có thể. Hơn nữa ngươi chỉ có thể ăn vào một hớp, một khi qua tính, ngươi thân thể và huyết mạch cũng không cách nào chịu đựng. Còn nữa, sau khi ăn vào, phải lập tức đem thân thể ngươi lực lượng bao trùm toàn thân, bảo vệ tâm thần, nếu không Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần có huyết thất dạ trả lời khẳng định, chính là nhìn về phía thiếu nữ, cô nương, ngươi ý tốt tâm lĩnh, nhưng là vật này ta vẫn là muốn thử một lần. Dù là bạo thể mà chết cũng cùng cô nương không có bất luận quan hệ gì. Thiếu nữ nhìn Diệp Thần khẳng định ánh mắt, biết khuyên cũng không có dùng. Huống chi, nàng và cái này người thanh niên chỉ bất quá mới vừa quen, người khác sống chết cùng nàng không liên quan. Sư phụ vậy từng nhiều lần yêu cầu nàng, nếu như thấy những người khác, phải cẩn thận. Còn như hiền lành, vĩnh viễn chỉ biết hại người. Tùy ngươi, thiếu nữ xoay người, có chút không vui, ánh mắt rơi vào bị thương Thạch Tôn trên mình quét nhìn. Sư phụ để cho nàng cảnh giác người bây giờ không có phản kháng chút nào năng lực. Thạch Tôn cũng là chú ý tới thiếu nữ, hắn cười lạnh một tiếng, cô gái nhỏ, xem ra người đối với Thạch Linh Hồ rất hiểu, nhưng là có vài người nhưng không biết, đế tôn cảnh cường giả uống một hớp chất lỏng bên trong, cũng không nhất định có nắm chắc chịu đựng, cái này không biết sống chết tiểu tử nhưng là mưu toan hấp thu bên trong năng lượng. Thật là buồn cười. Thiếu nữ liếc một cái Thạch Tôn, nơi này không cần ngươi nói chuyện, nếu như ngươi thời kỳ toàn thịnh, ta có lẽ sợ ngươi, nhưng là dưới mắt. Ngươi chỉ ít cần 100 năm thời gian khôi phục, cái này 100 năm, ngươi nếu lại muốn giết người, căn bản không có thể, ta xem ngươi trước hay là mình quản tốt mình. Thạch Tôn ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại liếc mắt liền nhìn ra mình khôi phục cần thời gian. Hắn lại đột nhiên chú ý tới thiếu nữ trên người dược liệu hơi thở, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô thành tiếng, ngươi đến từ Thánh Thảo Cốc. Không sai được. Ngươi mùi trên người và lão thái bà kia giống nhau như đúc. Thiếu nữ nghe được Thánh Thảo Cốc cái này ba chữ, mềm mại trong mắt ngay tức thì đổi là lạnh như băng. Sau đó năm ngón tay một bản, một đạo ánh sáng bắn ra, một cây ngân châm trực tiếp bắn về phía Thạch Tôn miệng to bên trong, ngân châm ở Thạch Tôn trong miệng lại là ầm ầm bùng nổ, hình thành một đạo cổ xưa phù văn. Hoàn toàn phong ấn. Thạch Tôn lâm vào yên tĩnh, muốn lên tiếng nhưng phát hiện căn bản không có thể. Thiếu nữ hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo 10 phần, lời của ta mới vừa rồi rất rõ ràng, ta thực lực mặc dù không giết được ngươi, nhưng là để cho ngươi yên lặng 100 năm hay là làm lấy được. Tay cầm Thạch Linh Hồ Diệp Thần tự nhiên chú ý tới thiếu nữ và Thạch Tôn hết thảy, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường thiếu nữ này. Thiếu nữ tùy tùy tiện tiện bắn ra ngân châm liền không phải là phàm vật. Xem ra cái này Thánh Thảo Cốc ở huyết linh bí cảnh trong có chút lai lịch. Còn như thiếu nữ sau lưng sư phụ chỉ sợ cũng không phải cái gì hiền lành, nếu không cũng sẽ không để cho Thạch Tôn như vậy ăn tất. Thiếu nữ đưa mắt lần nữa rơi vào Diệp Thần trên mình, ngươi gọi là Diệp Thần đúng không, nếu ngươi thật cố ý muốn thử nghiệm, ta cũng không cản ngươi.
Nể tình ngươi và ta từng có giao dịch phân thượng, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ là ngươi lập bia, vậy coi là cho sau khi ngươi chết an một tên nhà. Thiếu nữ nói xong, chính là tựa vào trên tường, từ không gian cất đồ lấy ra một lá cây, ngậm trong miệng, tròng mắt nhắm lại, tựa như cái gì cũng không nhúng tay nữa. Diệp Thần cũng không để ý, ngồi xếp bằng, nhìn một cái trong tay thạch linh hồ, trực tiếp mở ra. Một cổ linh khí nồng nặc ngay tức thì từ bên trong tràn ra. Đậm đà đến đúng cái hang núi tựa như bị linh khí vần quanh. Đá này linh hồ vậy coi là ta ở huyết linh bí cảnh một nơi cơ duyên, bất kể là đối kháng Hàn gia, cũng hoặc là một tháng sau và kính nước tiên sinh đánh một trận, ta thực lực đều phải tăng trưởng. Cái này huyết linh bí cảnh phải thành là ta ván cầu. Muốn từ huyết linh tộc cường giả trong miệng khiêu ra một ít quan hệ đến luân hồi mộ địa đồ, chỉ có thực lực. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần chính là ngửa đầu, trực tiếp đem thạch linh hồ giơ lên, một hớp chất lỏng màu vàng trực tiếp chui vào thân thể. Xuyên qua toàn thân, Diệp Thần vốn cho là còn có hỏa hoãn thời gian, lại không nghĩ rằng, chất lỏng này chui vào thân thể nháy mắt liền giống như là nham thạch nóng chảy vậy, toàn bộ thân thể đều bị nóng bỏng. Thậm chí để cho Diệp Thần không cách nào hô hấp. Có một cái chớp mắt như vậy gian, tựa như rơi vào chỗ chết. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới thiếu nữ khuyên nhủ, đế tôn cảnh đều không cách nào chịu đựng, mình lại coi là cái gì. Diệp Thần mặt lộ dữ tợn, lại là phát ra thống khổ sen in. Hắn cảm giác mình thân thể tựa như cũng thuộc về nổ tung trạng thái, tùy thời thì phải nổ bể ra. Trong cơ thể cháy cảm giác càng làm cho Diệp Thần trên người đồ dạo phố trực tiếp cháy hết. Nửa người trên trực tiếp quang, lộ ra cơ hồ vóc người hoàn mỹ. Chỉ bất quá hắn vậy vóc người hoàn mỹ lên, xuất hiện từng đạo tựa như nham thạch nóng chảy tê liệt dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ như vậy, trên khuôn mặt cũng vậy. Từng đạo nham thạch nóng chảy dấu vết, có chút giống hoa hạ một khoản cuộc thi thể thao trong trò chơi lửa nam nhân vật. Dựa vào ở hang núi thiếu nữ nghe được Diệp Thần sen in, mở mắt ra, khi thấy Diệp Thần thống khổ dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, con đường này là ngươi mình chọn. Trạng huống của ngươi so sư tỷ ta còn nghiêm trọng hơn, phỏng đoán không chống nổi một phút đi. À, đáng tiếc, chờ những cái kia ngoại giới thức ăn ăn xong, phỏng đoán lại phải lấy dược liệu làm thức ăn, ta thật ăn đủ. Vốn đang lấy là sau này có cơ hội đi ngoại giới xem, bây giờ nhìn lại, ta duy nhất biết người ngoại giới vậy phải bỏ mạng ở chỗ này, thật là tiếc nuối. Thiếu nữ than thở một tiếng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm mắt lại. Nàng không thích máu, càng không thích nhìn người khác chết thảm ở trước mặt. Mà xa xa thạch tôn trong mắt nhưng là lộ ra khinh thường, hắn cố nhiên không cách nào nói chuyện, nhưng trong lòng cười nhạt liền liền. Ngu muội loài người, loại này tồn tại ở thượng cổ bảo bối, nhưng mà các ngươi những thứ này hèn mọn sinh vật có thể chiếm đoạt cùng hưởng thụ. Vốn là muốn chờ ta khôi phục lại chém giết ngươi, bây giờ nhìn lại, chính ngươi liền tự tay cầm mình đưa lên tuyệt lộ. Không biết sống chết, Diệp Thần bị tất cả mọi người không coi trọng, dù là chính hắn. Hắn quá khó chịu, thân thể tựa như bị thể chất lỏng bên trong khống chế, muốn phun ra cũng không thể. Ngưng tụ sức toàn thân, mau. Ngay tại Diệp Thần ý thức phải bị nổ nát thời điểm, một đạo khí lực đầy đủ thanh âm ở trong đầu nổ vang. Huyết thất giả. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới cái gì, đan điền bên trong, linh khí tràn ra toàn thân. Hình thành một đạo bình phong che chở. Không chỉ như vậy, trong cơ thể thiên đạo thần lôi trực tiếp nổ tung mở ra. Vô số sấm sét vờn quanh toàn thân, thời khắc này Diệp Thần chính là lôi đạo chân quân. Bất diệt lửa, người vậy đi ra. Diệp Thần một tiếng giống giận, hắn quanh thân nhưng là bị ngọn lửa bọc. Thậm chí, bất diệt lửa còn thuận thế chui vào Diệp Thần lỗ chân lông, đi chống cự trong cơ thể lực lượng. Diệp Thần lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều hơn, chí ít thanh tỉnh. Mấy phút sau, một bên thiếu nữ mở mắt ra, nàng phát hiện tưởng tượng nổ tung cũng không có phát sinh. Làm nàng tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, tự nhiên thấy một bộ quỷ dị hình ảnh. Sấm sét, ngọn lửa, chân khí, thậm chí còn luyện thể lực cũng quấn quanh ở Diệp Thần quanh thân. Bốn loại không cùng thuộc tính lực lượng lại xuất hiện ở một người thanh niên trên mình. Thiếu nữ trong mắt trợn to, làm sao có thể? Nàng mặc dù tiếp xúc người rất ít, nhưng là cơ bản con đường tu luyện vẫn là rõ ràng.
Diệp thần trên người những thuộc tính này căn nguyên lực đều không phải là giống vậy tồn tại. Sấm sét chính là thần lôi. Ngọn lửa càng không phải là vậy ngọn lửa. Tên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ so sư tỷ còn lợi hại hơn? Còn không có chờ thiếu nữ tỉnh hồn lại, Diệp thần trong cơ thể lại truyền tới một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang. Một giây kế tiếp, một cái huyết long chui ra Diệp thần thân thể. Huyết long xông phá hết thảy trói buộc. Hang núi trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số đá lớn lăn xuống. Sau đó huyết long chính là đi tới Diệp thần bên người, bàn tha ở Diệp thần quanh thân, lạnh như băng tròng mắt ngưng mắt nhìn Thạch Tôn và thiếu nữ. Ngự long người. Lần này, thiếu nữ chân không cách nào bình tĩnh. Nếu như trước mặt hết thảy đều có thể hiểu, nhưng là trong cơ thể huyết long nhưng là để cho nàng nhớ lại sư phụ đã từng là một câu nói. Ngự long người, Côn Luân đế tọa, huyết linh ác mộng, luân hồi chi đạo. Cái này 12 chữ, sư phụ lập lại cơ hồ ngàn năm. Nàng không hiểu hàm nghĩa, nhưng là sư phụ nhưng nhiều lần nhấn mạnh, nàng sở dĩ không rời đi huyết linh bí cảnh, chính là chờ đợi vị kia ngự long người. Chẳng lẽ sư phụ nói người nọ chính là Diệp thần? Thiếu nữ hoặc giả là bởi vì kích động, ngực lên lên xuống xuống, gợn sóng vĩ đại. Nàng muốn đi hỏi Diệp thần, nhưng là nghĩ đến Diệp thần trạng thái, vẫn là ngừng bước chân. Nếu như ngươi thật lấy cảnh giới bây giờ chống nổi đi, ta nhất định phải mang ngươi đi gặp sư phụ. Thiếu nữ quyết định, mà giờ khắc này Diệp thần chính là dùng hết toàn lực ngăn cản trong cơ thể lực lượng cuồng bạo thạch linh. Hắn thân thể đã xuất hiện vết rách, thậm chí máu tươi rỉ ra. Nếu như không phải là những lực lượng này và huyết long giằng co, hắn chỉ sợ sớm đã hóa là một đạo xương máu. Thằng nhóc, thời gian xong hết rồi, chờ một hồi thạch khéo léo lực lượng sẽ gặp tiến vào ngươi thức hải, tiếp theo hoàn toàn phải dựa vào ngươi ý chí, ngươi như vác không xuống, sẽ rất nguy hiểm. Cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, ngươi như cường đại hơn, đây là duy nhất đường tắt, ta mới vừa nói ngươi có thể chịu đựng, nhưng là có một chút không có nói rõ. Người tỷ lệ thành công chỉ bất quá 0,1%. Diệp thần nghe được huyết thất dạ những lời này, thiếu chút nữa bạo thô tục. 0,1%. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được, Diệp thần đã cảm giác được vậy lực lượng cuồng bạo tựa như xông vào hắn thức hải. Tự thành một đạo không gian. Thời gian và không gian tựa như vào giờ khắc này đình trệ. Trong bóng tối. Phảng phất có một cổ ý chí cường đại, giờ phút này hướng Diệp thần trấn áp tới. Vậy một cổ ý chí, giống như núi cao, vậy một cổ ý chí, mênh mông nhân thương khung, vô biên vô tận. Ở đó một cổ ý chí dưới, Diệp thần chỉ cảm thấy, mình bất quá là muối bỏ biển, lại có một loại không nhịn được quỳ xuống sùng bái xung động. Hắn rất rõ ràng, đây cũng là vậy thạch khéo léo bổn nguyên lực lượng. Hắn coi giữ thần hồn và thức hải. Tựa như đi tới vậy một nơi không gian. Sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có màu máu. Chung quanh hết thảy chỉ có bóng tối, lại tựa như vực sâu vạn trượng. Vô tận uy áp bao phủ tới, Diệp thần cơ hồ muốn tan vỡ. Ta phải rời đi. Diệp thần đầu óc vô cùng thanh tỉnh, lời nói vừa dứt, một đoàn nóng bỏng năng lượng bắt đầu từ bóng tối chỗ sâu tới. Thạch linh. Thạch linh kinh khủng kia năng lượng. Tựa như hóa là một đạo hỏa diễm mắt. Trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần. Loại cảm giác này để cho Diệp thần rợn cả tóc gáy, quá khó chịu. Thánh vương cảnh, thế giới bên ngoài là thế nào, liền thánh vương cảnh rác dưới cũng có thể chiếm đoạt ta. Buồn cười. Ngọn lửa kia mắt ngay tức thì hóa là một đạo đỏ thẫm bóng người, trên cao nhìn xuống nhìn. Trong mắt bên trong đều là khinh thường, tựa như đối đãi con kiến hôi. Hắn lại là đi tới Diệp thần trước người, ngưng mắt nhìn Diệp thần. Thấy ta, vì sao không quỳ? Đỏ thẫm bóng người mở miệng nói. Vô tận hờ hững tràn ngập. Chỉ riêng mấy chữ, để cho Diệp thần đầu óc tựa như nổ tung, đau khổ tột cùng. Diệp thần ngẩng đầu lên, nhìn vậy đạo đỏ thẫm bóng người, cười nói, ta vì sao phải quỳ ngươi, ngươi chắc là thạch linh hồ ở giữa tồn tại đi, ta ăn vào ngươi, chỉ cần có thể chịu đựng. Liền đủ đi, cảnh giới cao thấp lại có cái gì chẳng qua. Diệp thần mà nói, để cho đỏ thẫm bóng người con ngươi híp lại, có ý nghĩa con kiến hôi, chỉ bất quá, ngươi cảm thấy ngươi chịu nổi. Bất quá ngươi thân thể không có văng tung tóe,
xem ra đây cũng là ngươi ỷ vào chỗ, chỉ tiếc, thần hồn cũng không giống nhau, ngươi sao sao mạnh hơn đi nữa, thần hồn và thức hải nhưng là vô cùng yếu ớt. Ta như muốn chúng bể, chúng thì nhất định phải bể. Đỏ thẫm bóng người một tiếng giống giận, cả thế giới uy áp tựa như toàn bộ đè ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần thân thể lại truyền tới đùng đùng thanh âm. Không chỉ như vậy, Diệp Thần rõ ràng phát hiện hắn thức hải lại xuất hiện một đạo liệt ngân. Một khi vỡ vụn, thức hải biến mất. Thần hồn bị thương nặng hoặc là hủy diệt, dù là sao sao không hủy, hắn cũng chỉ có thể là một cái hoạt tử nhân mà thôi. Không chịu nổi một kích con kiến hôi, người thân thể làm bẩn ta, đã như vậy, ta liền đem ngươi xóa đi. Để cho ngươi thân xác thành là ta vĩnh cửu dụng cụ. Ngoại giới Diệp Thần khóe miệng và lỗ mũi cũng rịn ra máu tươi, thân thể lại là không ngừng run rẩy. Huyết Long phát giác không đúng, tức giận gầm thét, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Thiếu nữ thấy Diệp Thần thất khiếu cũng máu tươi rỉ ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Chẳng lẽ thật vất vả đến khi một cái ngự long người, cuối cùng hóa là bọt? Cũng hoặc là nói, cái này kêu Diệp Thần người, cũng không phải là sư phụ trong miệng tồn tại. Bây giờ Diệp Thần đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan, dù là thân thể không nổ tung, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc. Ngay tại nguy cơ lúc đó, vậy không gian bên trong Diệp Thần thần hồn đột nhiên tràn ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, lại là bao trùm mở. Sau đó, một đạo dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Diệp Thần nhìn trên người ánh sáng, ngay tức thì nghĩ tới điều gì. Bởi vì tia sáng này và Mạc Ninh ban đầu trên người ánh sáng có chút tương tự. Hình như là luân hồi ánh sáng. Và luân hồi mộ địa có liên quan. Dòng nước ấm qua, như lâu hạn trời hạn gặp mưa, dễ chịu Diệp Thần quanh thân máu thịt. Cái loại đó hỏng mất cảm giác bị đuổi. Mặc dù như cũ thừa nhận nghiền ép, nhưng là, tối thiểu, nhưng là không có chết uy hiếp. Vậy đỏ thẫm bóng người tự nhiên cảm thấy mình uy áp và hạn chế tựa như bị phá hủy, làm tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên người ánh sáng nháy mắt, diễn cảm cực kỳ dữ tợn. Đây là, căn nguyên lực, hắn tại sao có thể có căn nguyên lực? Dù là đế tôn cảnh cũng không cách nào nắm trong tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Căn nguyên lực. Diệp Thần nhíu mày một cái, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện quanh thân bao trùm ánh sáng lại hướng đỏ thẫm bóng người đi. Tựa như giống như là một đôi bàn tay, trực tiếp hướng đỏ thẫm bóng người bắt đi. Đồng nghiệp, toàn thân hắn máu tươi tựa như bắt đầu sôi trào. Đỏ thẫm bóng người nhận ra được không đúng, vội vàng tiêu tản ra, lại là hướng bóng tối chỗ sâu chạy trốn. Nó giá trị cố nhiên liên thành, thậm chí lực lượng mạnh mẽ, nhưng là đối mặt căn nguyên lực, nó cũng không có bất kỳ tư cách à. Đỏ thẫm bóng người tiêu tán đang lúc, vậy hai bàn tay cũng là bỗng nhiên mở rộng, càng tựa như xuyên thấu hư không, trực tiếp đem tiêu tán hết thảy bắt xoay tay lòng. Luân hồi đứng đầu, nhưng mà ngươi chờ con kiến hôi có thể dung chuyển. Ngươi là luân hồi đứng đầu tăng lên tu vi, hẳn là ngươi chờ vinh hạnh. Hư không bên trong lại là truyền đến một giọng nói, rồi sau đó, luân hồi ánh sáng không ngừng thu nhỏ lại. Lại trực tiếp đem vậy đỏ thẫm ánh sáng hình thành một viên tương tự đan dược tồn tại. Rồi sau đó, luân hồi ánh sáng bao quanh đan dược, đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Chiếm đoạt. Hư không bên trong bất thình lình truyền tới một giọng nói. Diệp Thần thần hồn có chút kinh ngạc, thanh âm này không phải tới từ huyết thất dạ, vậy không giống như là đến từ luân hồi mộ địa đại năng. Vô cùng xa lạ. Nhưng là đối phương tại sao phải giúp mình? Còn nữa, luân hồi ánh sáng tại sao có thể có thanh âm? Ngươi là ai? Diệp Thần hỏi. Vậy luân hồi ánh sáng dừng lại chốc lát, thanh âm cứng ngắc mở miệng nói, chờ ngươi có tư cách đối kháng huyết linh tộc những tên kia rồi hãy nói, bây giờ ngươi không xứng thấy ta. Ta dung hợp tại mạch máu ngươi, ngươi nhất định đúng mạch máu ngươi và thiên phú rất kinh ngạc đi. Ngoại giới nói ngươi phàm là cây, nhưng là những con kiến hôi kia vĩnh viễn cũng không biết mạch máu ngươi đáng sợ cỡ nào. Mạch máu ngươi bây giờ thuộc về ẩn núp trạng thái, một khi tỉnh lại, Côn Lôn hư cũng hoặc là càng phía trên vị kia cũng không có tư cách dung chuyển. Đá này Linh coi như là một phần lễ vật, hy vọng chúng ta có thể ở trong vòng 10 năm gặp mặt. Diệp Thần nhìn trước mặt hư không quang, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng,
đây là hắn lần đầu tiên vào huyết mạch như vậy đến gần. Luân hồi mộ địa đại năng nói qua huyết mạch hắn và phàm căn, nhưng là mỗi một lần đều là điểm đến thì ngưng. Mà giờ khắc này, thanh âm này hiển nhiên áp đảo luân hồi mộ địa quy tắc trên. Hơn nữa đối với huyết mạch hắn vô cùng rõ ràng. Tiền bối, ngoại giới đều nói ta là phàm căn, không cách nào kiểm tra, ta cũng không biết ta huyết mạch có cái gì đặc thù, không biết có thể hay không là ta tháo ra nghi ngờ, dù là chỉ là một đơn giản câu trả lời. Hư không bên trong thanh âm do dự ước chừng 10 giây. 10 giây yên tĩnh đối với Diệp Thần tựa như một thế kỷ. Cuối cùng, hư không bên trong vẫn là khạc ra mấy chữ. Mới tại luân hồi, rốt cuộc luân hồi, hoang cổ thánh tổ, tại ngươi linh thân, đây cũng là ngươi câu trả lời mong muốn, ngươi nếu quả thật muốn cái tên chữ, bây giờ tạm thời liền kêu luân hồi huyết mạch đi, thân thể ngươi trong ẩn núp huyết mạch có một cái đại bí mật. Ngươi thật lấy là luân hồi mộ địa sẽ vô duyên vô cớ lựa chọn ngươi cái này hàng tỷ tinh thần, có ít người tồn tại quá miểu nhỏ, dù là trái đất cũng là hèn mọn tồn tại, nhưng là lại không nghĩ rằng, như vậy hèn mọn địa phương, lại có sự tồn tại của ngươi. Tốt lắm, có một số việc ta không tiện nói nhiều, còn dư lại giao cho ngươi, mau sớm bước vào đế tôn cảnh đi, đến lúc đế tôn cảnh, ngươi liền có thể thấy chân chính thế giới rộng lớn. Nói xong, luân hồi ánh sáng liền biến mất, mà vậy đỏ thẫm đan dược bị Diệp Thần ăn vào. Nháy mắt tức thì, vậy cuồng bạo năng lượng tựa như ngừng lại. Lại là tựa như hóa là vạn trượng tinh thần bao trùm mở. Thật là cường đại năng lượng. Không chờ Diệp Thần suy tính càng hơn, đột nhiên hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác được mình thân thể tựa hồ bị biến dạng vậy. Có một cổ cường đại vô cùng năng lượng, đang xông vào mình trong thân thể, di động ở bảy kinh tám mạch. Cái này một cổ năng lượng cực kỳ bá đạo, dường như muốn đem mình thân thể hoàn toàn phá hoại. Bên trong đan điền, luồng khí xoáy lăn lộn. Quanh thân nguyên khí, hóa là nước lũ. Từ đan điền và 36 huyệt khiếu lao nhanh ra, như thiên quân vạn mã, hướng vậy một cổ xâm lấn năng lượng chiếm đoạt đi. Diệp Thần thân thể, đã hóa là một cái chiến trường. Hai cổ năng lượng giao phong, ở bên này mở ra. Luyện hóa cho ta. Tình huống bất quá là thoáng chậm tách ra thôi, Diệp Thần không dám khinh thường chút nào. Toàn lực khống chế mình năng lượng, hướng vậy một cổ xâm lấn năng lượng chiếm đoạt đi. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể đột phá hơi thở cực kỳ đậm đà. Diệp Thần bây giờ làm không biết cái này một cổ bá đạo năng lượng kết quả từ chỗ nào tới. Nhưng là, hắn rất rõ ràng, nếu có thể đủ luyện hóa cái này một cổ năng lượng, mình lấy được chỗ tốt, đem không có thể tưởng tượng. Từng cổ một năng lượng từ đan điền lao nhanh ra, cuối cùng lần nữa hội tụ đan tại ruộng bên trong. Mỗi một lần tuần hoàn, Diệp Thần bên trong đan điền chân khí cũng động lại một phần. Mỗi một lần chu thiên vận chuyển, Diệp Thần thực lực cũng tăng lên một chút. Ừ, Diệp Thần phát hiện mình lại có thể dễ như trở bàn tay đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa không có bất kỳ dừng lại. Còn đang đột phá. Sợ rằng lần này đột phá, muốn nói tạm biệt Thánh Vương cảnh. Diệp Thần trên người đột phá ý càng ngày càng đậm, trên bầu trời lại là mây sấm cuồn cuộn. Thiếu nữ và Thạch Tôn tự nhiên phát hiện Diệp Thần trên người khác thường. Biểu tình của cô gái tựa như đọng lại. Từ đột phá hơi thở tới xem, Diệp Thần hiển nhiên là hấp thu ở trong đó năng lượng. Làm sao có thể? Thằng nhóc này chỉ bất quá Thánh Vương cảnh à. Ban đầu sư tỷ của mình cơ hồ đế tôn cảnh cũng chịu đựng không dưới, kết quả thằng nhóc này lại thật thông qua. Cái này mẹ hắn là quái vật gì? Thạch Tôn diễn cảm vậy tựa như gặp quỷ. Sứ mạng của hắn liền là thủ hộ đá này linh hồ. Hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng vật này có đáng sợ dường nào. Điều không vinh dự này có thể gọi thành thánh nước, càng có thể nói là độc dược. Chỉ riêng một giọt liền có thể hủy đi một cái sinh mạng. Nhưng là dưới mắt, thằng nhóc này không chỉ uống, còn chịu đựng được bên trong năng lượng. Thạch Tôn không dám tin tưởng. Hắn thân thể thậm chí đang run rẩy, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt Diệp Thần tu vi ở đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Hắn muốn ngăn cản, nhưng phát hiện không thể nào. Nếu như bây giờ không ngăn cản, sau này còn muốn bóp chết, tuyệt không thể nào. Thiếu nữ tựa hồ phát giác cái gì, còn người đông lại một cái, ngón tay bắt pháp quyết,
một đạo phù văn trực tiếp từ lòng bàn tay bắn ra. Phù văn rơi vào thạch tôn trên mình, ngay tức thì hóa là một đạo kim sắc lưới lớn vây khốn thạch tôn. Thạch tôn hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được tấm lưới lớn này đối với hắn uy hiếp. Thiếu nữ mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là trong tay pháp bảo quá mức quỷ dị, phỏng đoán và lão thái bà kia quan hệ không cạn. Nhiệt xúc, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi sát ý trong lòng, người này ngươi không thể động, nàng là người ta. Hoặc giả là cảm thấy những lời này có hơi quá, thiếu nữ lại bổ sung, ta phải dẫn hắn gặp sư phụ, vô luận như thế nào. Sau đó, thiếu nữ chính là mấy bước bước ra, đi tới Diệp Thần bên người, nhỏ kiếm lấy ra, đồng thời, tay trái xuất hiện mấy tờ phù văn. Những phù văn này là sư phụ tự tay giao cho nàng bảo toàn tánh mạng. Bên trong cất giấu sư phó mấy đạo lực lượng, dù là đối mặt đế tôn cảnh cường giả đều có thể có đánh một trận tư cách. Bỏ mặc trả giá cao gì, nàng đều phải bảo vệ Diệp Thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần hoàn toàn không biết bên ngoài hết thảy. Hắn cảnh giới đã vững vàng dừng lại ở phản hư cảnh. Thánh vương cảnh mấy cái cảnh giới nhỏ trực tiếp vượt qua. Mấu chốt trên người đột phá hơi thở còn không có dừng lại. Thạch linh hồ quá nghịch thiên. Đây chính là đế tôn cảnh ăn vào nghịch thiên vật, bây giờ bị thánh vương cảnh Diệp Thần bắt lại, hiệu quả chỉ biết hơn nữa đáng sợ. Diệp Thần có thể cảm giác đến mình trong cơ thể tựa như hóa là tinh không mênh mông. Vô số năng lượng chính là tinh thần. Hắn thậm chí cảm giác mình thân thể hóa là vũ trụ trung tâm, tất cả lực lượng đều ở đây vây quanh ở đan điền xoay tròn. Côn Lôn hư thiên tài chân chính, vượt qua một cái cảnh giới lớn có thể cần một năm cũng hoặc là 10 năm. Nhưng là Diệp Thần bây giờ tốc độ đột phá có thể dùng kinh người để hình dung. Người khác 10 năm thời gian, ở hắn nơi này chỉ bất quá cần mấy phút. Diệp Thần ở trên con đường tu luyện, có thể nói là thua ở xuất phát tuyến trên. Dẫu sao hắn tu luyện thời gian quá ngắn, 5-6 năm mà thôi. Nhưng là hắn có luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên tồn tại, hơn nữa thanh âm kia nói lời nói. Huyết mạch hắn từ trạng thái ngủ say, một khi tỉnh lại, chính là bao trùm ở vô số cường giả trên. Đây cũng là hắn lá bài tẩy. Giờ khắc này Diệp Thần lòng tin nổ tung. Bàn lượn quanh quanh thân huyết long lại là tránh thoát Diệp Thần thân thể, xuyên thấu hang núi, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Chuẩn bị hấp thu vô tận lôi kiếp. Diệp Thần như vậy tốc độ tu luyện, truyền tới ngoại giới, cũng phải cần tung lên mưa gió chứ. Diệp Thần đã đột phá đến phản hư cảnh tầng thứ tư. Tốc độ dần dần chậm lại. Thạch khéo léo lực lượng vậy hấp thu hơn nửa. Luân hồi mộ địa ở giữa huyết thất giả cũng là cảm nhận được Diệp Thần dị biến. Con người có giúp một cái, xem ra thằng nhóc này tới huyết linh bí cảnh là tới đúng rồi. Phỏng đoán phản hư cảnh muốn không được bao lâu cũng sẽ phá vỡ. Cuối cùng kém không nhiều hẳn có thể ổn định ở hư vương cảnh. Bước vào hư vương cảnh sau đó, tiểu tử này lá bài tẩy và năng lực, đối mặt đạo nguyên cảnh cũng hoặc là đế tôn cảnh cũng không biết chật vật như vậy. Hôm nay coi như là hoàn toàn lột xác đi. Huyết thất dạ thần sắc ngưng trọng, rơi vào trăm tọa mộ bia trên. Chúng ta đem vô số kỳ vọng ký thác thằng nhóc này, khoảng cách cuộc chiến tranh kia càng ngày càng gần. Chúng ta có thể hay không còn sống từ nơi đó đi ra đều là ẩn số. Bất quá, ta nguyện ý tin tưởng thằng nhóc này. Chờ hắn đột phá đến hư vương cảnh, ta có lẽ cũng nên trước thời hạn gặp hắn một chút, hắn chắc trước mặt có tư cách học tập ta võ học. Cái đó 7 đêm thần quân thần thoại cũng nên kéo dài. Lời nói rơi xuống, huyết thất dạ lại trở về mộ bia bên trong. Phảng phất từ không tồn tại qua. Diệp Thần khí tức trên người còn không có dừng lại. Một tiếng sau đó, đã ổn định ở phản hư cảnh đỉnh cấp. Khoảng cách hư vương cảnh chỉ bất quá một bước xa. Diệp Thần hô hấp cũng dồn dập. Hư vương cảnh. Xa không với tới mơ ước. Một khi bước vào hư vương cảnh, lại đối mặt kính nước tiên sinh, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Dù là đối mặt Hàn gia, hắn như bùng nổ toàn lực, cũng có đánh một trận vốn. Diệp Thần trong cơ thể sóng lớn vỗ vào bờ. Hoặc giả là bởi vì đột phá tốc độ quá nhanh, hắn thân thể có chút không chịu nổi. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tựa như thân thể đang đứng ở bên bờ tan vỡ. Thỉnh thoảng, liền có thể nghe được Diệp Thần trong cơ thể truyền tới từng trận thanh âm thanh thúy, hắn quanh thân xương cốt và máu thịt,
tựa hồ ở tan vỡ và gây dựng lại chính giữa không ngừng qua lại. Đây thật là địa ngục vậy hành hạ. Lỗ chân lông bên trong, một chút xíu máu tươi rỉ ra, đọng lại, chóc ra. Thời gian trôi qua, như vậy quá trình không ngừng qua lại. Thân hình so với ban đầu, gầy đi một vòng, nếu như cẩn thận xem xét, có thể thấy Diệp Thần thân thể, ở năng lượng tàn phá dưới, mơ hồ run rẩy. Có lẽ một khắc sau chính là địa ngục, chân chính địa ngục. Cũng có thể, thiên đường cửa, lúc này mở ra. Ý chí trở thành giờ phút này mấu chốt nhất tồn tại. Hư vương cảnh, phá cho ta. Mà đến lúc này, Diệp Thần vậy rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được hư vương cảnh vậy một tầng bình phong che chở tồn tại. Một tiếng thét dài, bát phương gió động. Trong cơ thể năng lượng ngay tức thì bùng nổ, như vũ trụ bào trà, như núi lửa phun ra. Thân thể chỗ sâu nhất truyền tới một hồi tiếng nổ, Diệp Thần thân thể kịch liệt run rẩy. Phốc thử. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn thần sắc tái nhợt liền không biết nhiều ít. Lại tới. Một lần đánh vào hiển nhiên không cách nào thành công. Oanh, oanh, oanh. Một lần đánh vào thất bại, vậy thì một lần nữa. Thất bại hai lần, còn có lần thứ ba. Trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, quanh thân lỗ chân lông tràn ra máu tươi, nhiễm đỏ thân thể. Mỗi một lần vượt qua ải, Diệp Thần thân thể cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy. Rốt cuộc ở thứ 21 lần, Diệp Thần thân thể suýt nữa vỡ nát. Vậy hư vương cảnh trở ngại lúc này phá vỡ. Cái này vô tận năng lượng toàn bộ tràn vào đan điền. Diệp Thần phát hiện mình đan điền hoàn toàn thay đổi. Tựa như thái cực bát quái vận chuyển. Không ngừng mở rộng, trước nếu như nói là hồ, vậy bây giờ chính là đại giang sông lớn. Những linh khí này đủ để thi triển một ít võ học hơn ngàn lần. Loại cảm giác này quá đã. Hư vương cảnh một tầng. Diệp Thần mở mắt ra, mừng rỡ vạn phần. Thạch khéo léo lực lượng toàn bộ tiêu hao. Liền bước hai cái lớn cảnh. Diệp Thần quá thỏa mãn. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thạch linh hồ, chỉ riêng một hớp thì có như công hiệu này, nếu như mình lại nuốt vào, có thể hay không bước vào đế tôn cảnh. Hoặc giả là nhận ra được Diệp Thần ý tưởng, huyết thất giả cười lạnh nói, thằng nhóc, đá này linh hồ đồ vật bên trong chỉ có thể giúp ngươi một lần đột phá, lần sau còn muốn như đột phá này căn bản không có thể. Huống chi đột phá quá nhanh vậy không phải là chuyện tốt. Căn cơ bất ổn. Cuối cùng vẫn là đi về phía hủy diệt. 13. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.